Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato. Có năm các thần thông hiện thế, và có thêm một pháp thần thông siêu thế nữa. Nếu mà tính tổng cộng hết lại là có 6 pháp thần thông gọi là lục thông. Nếu một bậc thánh A La Hán thì có thể thành tựu được tam minh và lục thông. Còn lại một người phàm phu mà thực hành thiền định thì sẽ phát triển được ngũ thông, năm loại thần thông. Tức là một người phàm phu mà luyện thì có thể thực hiện được năm các thần thông. Thì cái pháp thiền hiện thế, tức là các cái pháp thiền chứng, mình chứng được tứ thiền bát định. Nếu một người thực hành tứ thiền bát định thì khi mà thực hành xong thì vị đấy có thể là luyện được các cái thắng trí đấy. Thì thần thông này cũng được gọi là thắng trí, tức là một cái năng lực của trí tuệ, một cái năng lực của cái trí tuệ thủ thắng cao siêu, tức là một cái mức của cái trí tuệ cao siêu. Mà cái năng lực này cũng được sinh ra từ cái thiền định, từ cái năng lực của thiền định. Đấy, nếu một người nào làm chủ được tâm trong 14 pháp thực hành thiền định, làm chủ được tâm phải hành 8 ca si đá, đất nước lửa gió đen vàng đầu trắng. Đấy, và phải thực hành được thuần thục được 14 cái pháp đây. Thì 14 cái pháp đấy, làm chủ tâm là cái người đấy có thể nhập thiền, suốt thiền một cách tự tại theo cái ý muốn của mình. Bởi vì nó có thể nhập vào bất cứ tầng thiền nào, mình có thể bỏ băng các tầng thiền và vượt lên những cái tầng thiền khác. Mình có thể bỏ băng các cái biến xứ này và chuyển sang biến xứ khác. Mình có thể bỏ băng cả thiền và cả biến xứ. Với một cái tâm mình có thể tự tại như thế, làm chủ được các cái pháp thiền đấy. Nó cũng giống như là một cái người luyện vàng, người ta muốn nặn ra được một cái hình, một cái đồ trang sức gì, thì người ta phải nấu vàng cho nó chín lên, nấu vàng cho nó tan chảy ra. Khi mà nấu vàng nó tan chảy ra rồi thì người ta mới có thể nặn được theo những cái ý muốn của họ. Thế thì một cái hành giả hành thiền, cho đến khi nào mình phải nhào luyện cho cái tâm nó cũng phải trở nên nhu nhuyễn, nó cực kỳ là nhu nhuyễn thuần thục rồi. Nó vững chắc rồi thì vị đó có thể khởi lên một cái ý muốn gì, và vị đó sẽ thành tựu được cái điều đó, cái điều mong muốn đó. Hay là vị đó quyết định thành tựu một cái gì thì cái điều đó nó biến thành sự thật. Thì cái đấy là một cái năng lực thần thông. Thì sau khi mà đã thực hành được, thuần thục được 14 cái pháp đấy rồi thì vị đó phải tiếp tục có những cái yếu tố căn bản để nó hỗ trợ. Vì cái việc thực hành thuần thục được 14 pháp thuần thục trên 8 ca si đá này nó rất là khó, cho nên là vì nó phải nắm được những cái yếu tố căn bản, hay là phải áp dụng được những cái pháp thiện xả để nó hỗ trợ cho cái năng lực định của vị đó càng lúc nó càng mạnh hơn. Những yếu tố căn bản để thành tựu được cái thăng trí thần thông có 5 cái yếu tố này. Đó là 4 thiền, 4 thần túc, 8 bước 16 căn đế. Và khi thành tựu được hết như thế rồi thì đến cái bước cuối cùng là quyết định. Đấy, quyết định với thăng trí. Đấy là 4 cái yếu tố căn bản. 4 thiền
là căn bản của thần thông. Bốn thiền có nghĩa là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Mà bốn cái pháp thiền đấy, khi mà thực hành 14 pháp tuần tục thì phải thực hành tứ thiền pháp định. Nhưng mà khi mà muốn phát triển được một cái năng lực thần thông nào đấy thì vị đó phải nhập vào tứ thiền. Cái trạng thái tứ thiền là cái căn bản nhất đưa đến các cái năng lực, các cái tham chi. Sơ thiền thì không thành tựu được thần thông vì ở sơ thiền nó có sự dao động của tầm tứ. Nhị thiền thì không thành tựu được vì ở nhị thiền nó có sự dao động của hỷ, cái nó còn có cái sự vui mừng ưa thích. Tam thiền chưa thành tựu được vì tam thiền nó có cái nạc. Thế thì ở cái hỷ và cái nạc nó khiến cho tâm vẫn còn bị dính mắc. Tức là như ở sơ thiền thì nó bị, nó còn hướng, nó còn bị cái thiền chi thô là tầm tứ nó làm cho tâm dao động và nó sinh ra mệt mỏi. Cho nên cái mức thiền đấy chưa phải là thuần tịnh, siêu nhân, vững chắc, bất động. Ở nhị thiền hay tam thiền thì nó có hỷ và nạc. Thì cái sự dính mắc vào cái hỷ nạc này nó làm cho tâm không đạt được cái sự quảng đại vô biên được. Nó làm cho tâm không đạt được đến cái sự tự tại, tự chủ. Còn ở tứ thiền thì nó là một cái trạng thái của tâm xả. Tâm xả tức là không còn vướng bận vào sự yêu và ghét ấy. Thì tất cả các cái năng lực thần thông nó đều được xuất phát từ cái thiền căn bản là tứ thiền. Vậy thì khi nào cái tâm của mình nó phải trở nên một cái trạng thái rất là tự tại, tự chủ, vượt được những cái cảm xúc, vượt qua được những cái tình cảm, vượt qua được những cái trạng thái yêu ghét, lúc đấy là cái tâm nó là một cái tâm cao thượng nhất, cái tâm đấy là vi diệu nhất, và những cái tâm này nó mới thành tựu được thắng trí. Vì vậy cho nên là một cái thiền sinh hay một cái thiền giả đấy, sau khi đã thực hành thuần thục 14 pháp rồi mà trước khi vị đó muốn thể hiện một cái năng lực thần thông là vị đấy phải nhập vào tứ thiền, đạt đến một cái trạng thái sản và nhất tâm. Thì ở cái trạng thái sản và nhất tâm đấy là cái tâm nó có cái sự tự tại cao nhất, và sau khi xuất ra khỏi tứ thiền vị đó mới có thể quyết định mình sẽ biến hóa ra cái gì, hay là mình sẽ phát triển cái năng lực thần thông gì. Thì cái tầng thiền thứ tư, tứ thiền ấy, đấy là cái tầng thiền căn bản của các cái năng lực thần thông. Cho nên là lúc nào vị đó, cái người nào an trú ở trong tứ thiền thì cái vị đó có được một cái tâm sạch, một cái tâm rất là vững tâm, rất là tự tại, rất là an nhiên nhất, rất là vững chắc nhất. Suốt ra khỏi cái tâm đấy rồi thì cái tâm đấy là cái tâm nhu nhuyễn nhất, thanh tịnh nhất, thuần thục nhất. Và cái vị đấy sẽ lấy cái tứ thiền đấy làm nền tảng. Tứ thiền sẽ đưa đến sự chứng đắc thần thông, biến hóa thông, đưa đến uy lực của thần thông, đưa đến làm chủ thần thông, đưa đến sự vô vi của thần thông. Và vị ấy đạt đến thần thông bằng cách trở nên nhẹ bỗng, nhu nhuyễn để sử dụng về thân sau khi chủ trong cái tưởng về thì là khinh an của ba thiền đầu. Ở tứ thiền là bình diện tự nhiên của được chứng đắc thần thông. Và có một cái pháp để nó hỗ trợ cho cái người mà muốn thực hành các thắng trí nữa, đó là bốn thuần túc. Kinh thi đó phải có cái năng lực của bốn như ý túc, phải thực hành cái bốn như ý túc mạnh thì sẽ phát triển được. Đó là dục như ý túc, cần như ý túc, tâm như ý túc và thập như ý túc. Cái này, bốn cái pháp này nó gọi là, cũng gọi là bốn cái pháp này, gọi là cái pháp mà nó tăng trưởng cái tâm của mình, làm cho cái tâm của mình trở nên tăng trưởng mạnh mẽ lên. Dục trưởng mà là một cái ước muốn mạnh mẽ, nên tức là cái vị đó phải có một cái ước muốn mạnh mẽ thì mới thành tựu được. Thế thì ước muốn nó có giống với tâm tham không? Ước muốn ở đây thì nó
nó không phải là ước muốn, nó cái tâm dục ước muốn này nó không phải là tâm tham, mà cái tâm dục này nó đi với tâm tham thì nó là tâm tham, tham thì nó là bất thiện, nhưng mà dục nó đi với những cái tâm thiện thì nó là tâm thiện. Cho nên là ở cái tâm gì nó cũng có cái tâm dục này, dục là một cái ước muốn. Như một cái người ước muốn chứng đắc niết bàn thì có những cái người ước muốn này nó rất mạnh, thì cái ước muốn đấy nó sẽ thôi thúc cho vị đó thành tựu được giới định tuệ và diệt trừ được tham sân si, hướng đến sự giải thoát. Có những cái người dục có cái ước muốn đắc thiền và vị đó có thể nỗ lực thực hành quên ăn quên ngủ, thì cái đấy là do có một cái tâm ước muốn nó mạnh mẽ, gọi là dục, dục trưởng. Cho nên cái người mà không có ước muốn hoặc là cái ước muốn này nó yếu thì vị đó sẽ không vượt qua được những cái sự giải đãi, những cái biến, những cái tất cả những cái chướng ngại. Khi mà gặp một cái chướng ngại thì cái vị đấy sẽ, nếu cái dục nó yếu thì vị đó không vượt qua. Ví dụ như là một cái người mà không có cái tâm ước muốn mạnh, khi vị đó cái cơ thể nó mệt mỏi một cái, vị đó sẽ buông chiều, sẽ muốn cho nó được nghỉ ngơi, muốn ngủ, muốn ăn, hay là muốn chăm sóc cho cái thân thể này, và chính cái đấy nó sẽ mất thời gian. Còn cái người mà có cái dục, cái ước muốn mạnh thì vị đó sẽ nỗ lực tinh cần cao, vị đó sẽ làm nơ tất cả những cái chướng ngại ở xung quanh, và vị đó sẽ có một cái tinh thần rất là mạnh, và vị đó sẽ vượt qua được mọi thứ. Thì thứ nhất là phải có dục mạnh, phải có cần tinh tấn, tức là vị đó phải có cái sức tinh tấn mạnh, như là tinh tấn về thân, thì vị đó phải nỗ lực cho đến vượt hơn những cái sức của cái, tức là có một cái sự nỗ lực phi thường, một cái sự cố gắng để đạt đến cái mức phi thường, nỗ lực hết khả năng của mình, nỗ lực về thân, rèn luyện về thân, nỗ lực về tâm, là hai cái tinh thần này, là vì đó có cái sự cố gắng như vậy. Giống như là Đức Phật khi mà trải qua 6 năm tu khổ hạnh, mặc dù Đức Phật tu sai thì không đúng pháp, nhưng mà cái tinh thần nó là quá lớn, tức là cái tinh tấn là quá lớn, tức là thực hành đến cái mức mà chỉ còn lại da mọc xương, khi mà ngài đụng vào xương bụng thì ngài có thể sờ vào đằng trước, bụng có thể sờ đến xương ở đằng sau, thì tức là đến một cái mức mà thực hành đến một cái mức cạn kiệt hết sức lực như vậy, đấy nó có cái sức tinh tấn lớn. Tâm tức là phải có một cái tâm mạnh, tâm ở đây có nghĩa là có cái định, có cái định mạnh, tức là tâm có cái sự quyết định mạnh mẽ, có cái tâm mạnh mẽ thì cái đó sẽ đạt được. Và cuối cùng là tuệ thẩm, thẩm ở đây là cái trí quan sát, có cái trí tuệ mạnh nữa. Thì bốn cái pháp này cũng là một cái căn bản, là cái nền tảng mà vị đó có thể thành tựu được thần thông, dục thần tâm thẩm. Cho nên là khi mà Đức Phật gần nhập Niết Bàn thì Đức Phật có nói với ngài A Nan là nếu mà một hành giả mà thực hành thuần thục tứ như ý túc thì bốn cái pháp này, bốn pháp như ý túc, thì vị đấy có thể, nếu muốn vị đấy có thể sống kéo dài cái thọ mạng ra hơn với cái tuổi thọ của mình. Tức là nếu như Đức Phật muốn, Đức Phật có thể kéo dài thêm cái tuổi thọ của mình dùng cái năng lực thần thông và quyết định. Nếu là Đức Phật mà muốn thì ngài có thể làm được điều đó. Nhưng mà ngài A-la không hiểu ý của Đức Phật và không thỉnh mời Đức Phật. Thì Đức Phật muốn nói đến cái năng lực của thần túc là như thế, năng lực của thần thông thì nó sẽ làm được những cái việc mà không thể nghĩ bàn được. Cái năng lực, có những cái năng lực mà không thể nghĩ bàn được, thì đó là một trong những cái thắng trí các năng lực thần thông, là không thể nghĩ bàn được, mình không thể bàn luận, mình không thể suy luận được. Đủ bốn cái yếu tố này thì sẽ thành tựu được
thần thọ. Và có 8 bước đưa đến thần thọ. Vị ấy có định, có nhất tâm, có định, có nhất tâm, nhờ được sự hỗ trợ bởi dục, tức là bởi một cái ước muốn mạnh mẽ, cái ước muốn chứng thiền, ước muốn được giải thoát. Dục không phải là định, mà định khác, dục khác. Vị đó mong muốn chứng định, nhưng mà cái ước muốn này không phải là định, và định khác, và cái tâm mà ước muốn khác, cho nên định khác, dục khác. Được hỗ trợ bởi tinh tấn, nhưng tinh tấn không phải là định, định khác, tinh tấn khác. Được hỗ trợ bởi cái sự thanh tịnh tự nhiên, thì thanh tịnh tự nhiên cũng không phải định, định khác, và cái sự thanh tịnh tự nhiên nó khác. Được hỗ trợ bởi tuệ, tuệ không phải định, định khác, tuệ khác. Thì 8 bước này là đưa đến sự chứng đắc các cái năng lực thần thông. Đây là trong cái lúc mà vị đó thực hành cái tâm tâm định. Thì trong cái định nó có cái dục, nhưng mà định không phải là dục. Ví dụ vị đó chỉ có ước muốn nhưng mà không có nhân tâm, thì vị đó không đạt được. Cho nên là nó phải được cái sự quân bình giữa cái ước muốn này, giữa cái gọi là dục là ước muốn, với một cái sự nhân tâm. Vị đó phải tinh tấn, nhưng mà tinh tấn mà chỉ có tinh tấn không thì không, mà nó trở nên thái quá thì không được. Cho nên tinh tấn nó vẫn có cái sự hài hòa, có cái sự hài hòa với cái sự nhất tâm, tức là với cái định đấy. Nhưng mà tinh tấn không phải là định, định không phải là tinh tấn, mà hay mà những cái này nó được có cái sự hỗ trợ cho nhau. Tinh tấn nó hỗ trợ cho định, định cần có cái sự quân bình vừa phải với cái tinh tấn. Thanh tịnh tự nhiên, thanh tịnh, không có khởi lên những cái tâm khác biệt. Thì thanh tịnh đấy không phải là định, mà định không phải là thanh tịnh. Bây giờ một cái người mà cái vị đó hành thiền định mà vị đó khởi lên những cái tâm bất thiện, những cái tâm mong cầu những cái điều bất chánh, thì nó sẽ bị ô nhiễm, định nó sẽ bị ô nhiễm. Nếu còn nếu vị đó có được cái sự thanh tịnh, tâm không hướng đến những cái pháp hạ niệm, thì nó có cái sự thanh tịnh tự nhiên. Thanh tịnh tự nhiên đấy cũng không phải là định, mà nó hỗ trợ cho định, được hỗ trợ bởi tuệ. Khi mà cái vị đó mà có tuệ thì cái định nó sẽ rất là trong sáng. Nhưng một cái người mà định, tức là cái người mà có tuệ, thì cái vị đó ít khởi lên những cái tham sân si, có cái chánh trí mạnh, thì nó diệt trừ các cấu uế cũng mạnh. Thì cái cấu uế đấy diệt trừ thì vị đó hướng nhất tâm vào trong định, thì cái định nó cũng mạnh. Thì cái tuệ này nó cũng có thể hỗ trợ được cho định, và trong định nó cũng có cái tuệ này, nhưng nó có cái sự quân bình với nhau, nó không được thái quá về cái gì. Thì 8 cái bước này cũng là trong những cái căn bản để dẫn đến chứng đắc các cái năng lực thần thông. Và 16 căn đế của thần thông, ngoài ra còn có 16 cái căn bản nữa. Tâm không chán trường thì không bị giải đãi. Trong cái lúc mà vị đó thực hành 14 cái pháp thuần thục trên 8 ca sinh đá, thì có những người phải làm tới hàng trăm lần nó mới thuần thục, có những người phải thực hành hàng nghìn lần nó mới thuần thục, có những người phải thực hành hàng trăm ngàn lần nó mới thuần thục, có những người phải thực hành hàng triệu lần. Phải làm đi làm lại như vậy, làm rất nhiều lần như vậy, nó mới đạt được đến cái sự thuần thục, và nó mới đạt được đến cái sự tự chủ được. Nếu mà cái vị đó khởi lên cái tâm chán trường thì sẽ không đạt được. Vậy cho nên là lúc nào cái tâm nó cũng phải có cái sự nhiệt tâm, tinh thần tỉnh giác, có một cái tâm nhiệt huyết cao, chứ nó không thể thành tựu được những cái pháp thượng nhân hay những cái pháp cao thượng, nó không thể thành tựu được với những cái người mà có cái tâm hay chán nản. Chán nản là nếu mình làm cái việc gì đó mình thấy khó cái này thôi, khó cái này thì chắc mình làm không được, mình sinh ra cái tâm giải đãi, sinh ra cái tâm hoài nghi ngay, và nó sẽ sinh ra cái giải đãi ngay. Vậy thì đã làm những cái việc khó là phải chấp nhận một cái sự gian khổ, và không có chán trường thì tâm nó không bị dao động bởi giải đãi,
nó không bị dao động về nhãn đãi thì nó sẽ đạt được sự vận động. Tâm không mừng rỡ, không có mừng rỡ bị dao động của trạng cực nên nó không bị dao động của trạng cực. Mừng rỡ là giống như cái kiểu là bây giờ mình hành được cái gì mà mình lại nghĩ đến cái thành quả, mình quá là đề cao, mình quá đề cao cái thành quả thì là cái đấy là nó là mừng rỡ quá. Đấy, ví dụ như là bây giờ một cái người mà đang hành thiền và mình thấy được một cái nibbita chẳng hạn và mình mừng rỡ quá, hôm nay ta thành tựu được cái này, ta thấy được cái này rồi, ta thích quá, thì cái sự mừng rỡ quá đấy thì nó giống như là một cái người mà đi tìm kho báu. Lúc mình mới nhìn thấy cái cửa kho báu, mình đã mừng rỡ quá, mình quên mất mật khẩu, không có con đường mà vào nữa. Thì cái sự thực hành này cũng vậy, mình cứ nghĩ ủa ta thực hành này là tốt lắm, chắc là sắp đắc đạo cao rồi, sắp thành tựu được năng lực thần thông rồi. Mình mừng rỡ như vậy một cái tâm nó bị động rồi, nó không thành tựu được, cho nên là nó không bị dao động bởi mừng rỡ thì tâm nó mới bất động. Dù mình có đạt được cái gì mình cũng không được mừng, coi phải giữ cái tâm an nhiên tự tại, giả đi coi nó là bình thường thì được. Tâm không bị lôi cuốn thì không bị lay động bởi tham dục nên bất động. Đấy, mình không bị lôi cuốn, không bị cuốn hút, tức là không khởi lên bất cứ một cái tham vọng gì cả. Thế nhưng một người bây giờ mình hành xong là mình nghĩ là ta hành được cái này rồi. Đấy, sau này ta sẽ mình khởi lên những cái điều mình mong cầu khởi lên những cái tham đắm gì đó ở trong tương lai. Ví dụ như là mình khởi lên là mình mong cầu có thần thông rồi là để mình thi triển mình cái khả năng này. Mình quen quăng những cái pháp thượng nhân của mình cả, thì lúc đấy nó sẽ khởi lên bị dao động này. Cho nên cái người này nó không bị lôi cuốn thì nó không bị tham dục, không được khởi lên bất cứ một cái tâm tham bất chánh đó. Trong lúc thực hành thì tâm mới đạt được cái sự vận động, không bị chán ghét, không bị lay động bởi ác ý. Nhưng mà cả cái tâm khi mà đối diện đối với cảnh trần ở bên ngoài ấy, mình cũng phải có được cái sự bất động. Thì là cái người đấy phải có một cái sự phòng hộ này, phải tâm của cái người đấy không bị dao động bởi tham sân si, không bị dao động bởi chán ghét tức là yêu và ghét. Mình không có được khởi lên cái tâm nó tức giận với bất cứ một cái gì. Tâm độc lập, không bị nay động bởi tà kiến, không bị nay động bởi tà kiến nên bất động. Mình không có tin vào những cái pháp sai này. Tâm không vướng mắc, không bị nay động bởi dục tham nên bất động. Không được vướng mắc vào cái cảnh trần ở bên ngoài như là sắc thanh hương vị xúc, đấy là những cái cảnh trần tham dục ở bên ngoài. Thì cái người đấy mà có được cái sự biến đi, có được cái sự thu thúc cao độ thì cái tâm mới đạt được vận động. Tâm giải thoát, không bị lay động bởi năm dục, không bị lay động bởi năm cái dục sắc thanh hương vị xúc pháp. Tâm không phiền não, không bị lay động bởi cấu uế cho nên nó bất động. Tâm không bị triền cái, không bị lay động bởi triền cái, năng triền cái tham dục sân không trần tuyệt miên chả ối hoài nghi. Tâm chuyên nhất, không bị dao động bởi tán loạn nên nó bất động. Tâm có đức tin, không bị dao động bởi bất tín nên nó bất động. Tâm có tinh tấn, không bị dao động bởi giải đãi nên bất động. Tâm có chánh niệm, không bị dao động bởi thất niệm nên nó bất động. Và tâm có định, không bị dao động bởi trạng cực nên bất động. Tâm có tuệ, không bị dao động bởi ngu si. Tâm chiếu sáng, không bị dao động bởi bóng tối vô minh. 16 căn đế này là nền tảng đưa đến sự chứng đắc các năng lực thần thông. Thì cái người thực hành thiền định là có được cái sự chuyên tâm thực hành cao thì nó sẽ có được cái sự tự tại
có được cái sự tự chủ, có được cái tâm thanh tịnh, có được cái tâm nó bất động, nó vững chắc, nó không bị dao động bởi những cái ngoại cảnh ở bên ngoài. Khi mình đạt được đến cái mức như thế rồi thì lúc đấy mình có thể phát triển được các năng lực này, các cái tâm trí này. Còn cũng là người thực hành thiền đấy, nhưng mình có cái tâm của mình khi xả thiền ra nó vẫn còn bị dao động bởi những cảnh trần, là do cái định nó yếu, cái năng lực của định nó yếu, thì nó vẫn còn những cái cấu uế nó len lỏi vào, thì cái người đấy sẽ không phát triển được các tâm trí. Vậy thì cái người nào muốn phát triển được cái tâm trí đấy thì phải có một cái sự chuyên tâm cao, có được cái tinh tấn cao để đạt được một cái sự vận động tuyệt đối, một cái sự thanh tịnh tuyệt đối rồi, thì mình nó sẽ đi đến một cái bước cuối cùng, đó là quyết định với tâm trí. Đến cái bước cuối cùng nữa là mình nó có thể quyết định. Sau khi vị ấy đã hoàn tất bốn thiền, bốn thần tục, tám bước mười giáo căn của thần thông rồi, vị ấy có thể thực hiện một bước cuối cùng, đó là quyết định với tâm trí, hay là làm phát khởi các năng lực thần thông rồi. Khi mà tâm đã thực sự là nhu nhuyễn rồi, thuần tịnh siêu nhân vững chắc bất động rồi, đến lúc này vị đó sẽ muốn thực hành một cái năng lực thần thông nào thì vị đó sẽ nhập vào một cái tầng thiền căn bản, sau đó xuất ra khỏi cái tầng thiền căn bản và vị đó quyết định, ví dụ quyết định một thân ta hãy biến thành hai thân, hay là một cái thân này ta sẽ biến ra thành 100 thân, một cái thân này hãy biến thành 1000 thân, và vị đó làm cái công tác chuẩn bị, sau đó vị đó quyết định, mà cái quyết định của vị đó nó thành tịnh thì cái ước muốn đấy nó sẽ trở thành sự thật. Cái thần thông đầu tiên được gọi là thần túc thông, hay là một thần biến thành nhiều thần. Muốn thực hiện thần thông này thì vị đó phải nhập vào thiền căn bản của biến hóa thông, tức là ta xin án đất. Vì nó muốn thực hiện một thần biến thành nhiều thần thì vị đó nhập cái tầng thiền căn bản của các cái thần thông biến hóa, chủ yếu là các xin án đất. Xin án đất là các xin án nền tảng của nhiều loại thần thông nhất, nên cái casino này thường cái casino quan trọng nhất, cho nên đặt lên hàng đầu trong 8 casino đất nước người đó. Vì đó nhập vào tứ thiền casino đất, rồi vì đó xuất thiền và vì đó tác ý, ta hãy biến thành 100 người trong một thời gian 10 phút hoặc 20 phút. Đấy, vì đó quyết định biến ra một cái hình gì đó như mình mong muốn, và cái thời gian mà cái năng lực này nó có thể thành tựu được. Thì vị đó làm một cái công tác chuẩn bị như vậy, gọi là sau đó vị đó lại nhập thiền lại lần nữa, rồi đến xuất thiền cái lần thứ hai vị đó mới quyết định thì lúc đấy là nó sẽ thành. Nếu như vị đó cái tâm mà nó đã vững chắc thì nó sẽ thành tịnh, vị đó biến thành 100 người. Nếu mà làm không thành công thì vị đó sẽ với một cái vị thiền giả mà người ta mới tập lần đầu, một lần đầu tiên có thể làm nó chưa thành công thì vị đó phải tập nhiều lần, tập đi tập lại cho đến khi nào tâm nó thuần thục rồi nó thành tịnh về thôi. Thì cái trường hợp này là có vị tỳ kheo tên là Kula Panthaka. Cái vị tỳ kheo này đã thực hiện một cái pháp thần thông là biến mình thành một người 1000 vị tỳ kheo. Thì cái vị tỳ kheo này thì là một cái người rất là ám độ, căn trí rất là ám độ. Thì có một người anh trai đi xuất gia đã tu trở thành một bậc A-la-hán rồi. Thì người anh trai này nghĩ là mình có đứa em trai mà tinh căn tính nó ám độ, ở nhà thì cũng chẳng làm được cái gì, cho nên là về cho báo đi xuất gia. Khi đi xuất gia rồi thì vị đó dạy cho một bài kệ có 4 câu mà học suốt trong 3 tháng mùa mưa, mà vì nó không thuộc một cái bài kệ, tức là nó ngu dốt đến cái mức độ như vậy. Nên là đến cái cuối mùa mưa, cuối mùa hạ rồi, thì là cái người anh này bảo thôi ngươi không có cái tác dụng gì, không có được một cái hy vọng gì trong cái giáo pháp này, thì ngươi đừng có tu nữa, hãy về mà được sống đời tại gia. Thế thì khi mà bị người anh mắng chửi như vậy thì người em này rất là buồn, cái vị tỳ kheo này rất là buồn và khóc lóc định đi về. Thì trên đường đi về gặp Đức Phật, thì Đức Phật hỏi nguyên do, thì người em này mới kể lại.
là mình bị người anh mắng như thế. Nên là Đức Phật bảo hãy theo ta, trong giáo pháp của ta không vì 3 tháng không thuộc một bài kệ mà trở thành vô dụng được. Thế là Đức Phật bị đưa cho một cái khăn có vải, cái miếng rẻ màu trắng, và Đức Phật bảo hãy bao bụng. Và để vị đó cứ niệm Phật bao bụng, bao bụng. Thì trong cái lúc mà vị đó, Đức Phật đưa cho cái vị đó cái khăn mà có màu trắng ấy, thì vị đó chú tâm, tức là như là một cái người thực hành cái kasina trắng ấy. Mà vị đó có cái sự chú tâm và có cái sự nhất tâm như vậy, cho nên là vị đó đạt được cái sự nhất tâm trên cái hình ảnh của cái miếng vải màu trắng. Đấy là một cái cách mà thực vị đó có đạt được một cái sự nhất tâm, tức là đạt được cái định. Sau khi mà cái miếng rẻ đó nó bao bụi thì nó trở nên bị nấm leo, thì cái vị tỳ kheo này mới quán chiếu là cái tâm con người cũng chỉ vì nó bị ô nhiễm bởi những cái ngoại cảnh. Cho nên là nó bị mất đi cái trí tuệ sáng suốt. Nếu bây giờ mà mình trở lại cái tâm thanh tịnh thì nó sẽ thì mình sẽ đạt được cái sự giác ngộ. Thế nên cái vị đó mới tác ý là năm uẩn của mình, thì đó chỉ tác ý đến cái sự vô thường của vô ngã trên năm uẩn thôi. Thì là cái vị đó cũng, cái lúc đấy cũng chứng được đạo quả nhờ cái năng lực thần thông của Đức Phật đọc cho vị đó nghe một bài kệ, và vị đó đã chứng đắc được đạo quả. Vị đó chứng được quả A La Hán ngay lập tức. Thì cái vị này chứng được quả A La Hán thì ngay cái lúc đấy vị đó thành tựu được cả cái năng lực thiền định và thiền tuệ, cả năng lực định và tuệ đều cùng viên mãn. Cùng với cái đạo quả đấy, vị đó có tam minh lục thông và thức tuệ phân tích, vị đó thành tựu ngay trong cái lúc chứng đạo quả. Thì cái vị này thì không cần phải thực hành một cách tuần tự về các cái pháp thiền, mà cái vị này vì đã có những cái ba la mật tu các cái pháp thiền chỉ thiền quán ở trong quá khứ đã đạt đến cái mức độ rất là chín mùi rồi, cho nên giờ này chỉ cần đắc đạo quả là vị nó khôi phục lại được cả những cái năng lực thần thông. Nên là cái vị này lúc đấy với dùng cái thần thông của mình cái biến một thân biến thành 1000 thân. Đấy, khi mà những cái người cư sĩ đến thỉnh các cái chư vị tỳ kheo đi thọ thực thì Đức Phật bảo là hãy về trong tịnh thất mời thêm một vị tỳ kheo nữa. Thì cái vị cư sĩ này chạy về thì và khi lại quay trở lại bạch với Đức Thế Tôn là trong vườn ấy có tới 1000 vị tỳ kheo. Thế là lúc đấy Đức Phật bảo ông hãy cầm treo áo của cái vị ngồi đầu tiên đấy và nói rằng là Đức Thế Tôn đang chờ ngài. Thế thì cái cư sĩ đó làm như vậy thì tất cả 1000 người kia tan biến hết và chỉ còn lại một vị tỳ kheo. Cái vị tỳ kheo đó khi mà đến nơi thì tất cả mọi người đều ngạc nhiên đó. Chỉ trong một cái thời gian rất là ngắn mà cái vị này từ một cái người rất là ấn độ và đã trở thành một cái vị tỳ kheo an hạn và lại có được những cái năng lực rất là cao. Thì cái thần thông của một cái người thực hành thiền định mà đạt được cái sự biến hóa không thì vị đó có thể thành tựu được như vậy, một thân biến ra nhiều thân và vị ấy có thể biến ra hàng trăm hàng ngàn người giống như nhau, vị có thể biến ra những người giống y như nhau hoặc là biến ra nhiều dạng người khác nhau, có thể biến ra một người già một người trẻ hoặc là biến ra những người khác nhau mà làm những công việc giống nhau hoặc là biến ra những người khác nhau làm những công việc khác nhau, thì nó có thể làm được như thế. Mà có những trường hợp mà Đức Phật đã dùng cái năng lực là từ một thân mình biến thành nhiều thân hoặc là biến ra một cái vị hóa thân Phật để thuyết pháp, hoặc là một lúc Đức Phật có thể biến ra thành nhiều thân để thuyết pháp cho nhiều người những bài pháp khác nhau trong cùng một thời điểm. Ví dụ như là cái thời mà Đức Phật lên có trời Đam Lợi để thuyết pháp 3 tháng an cư thì đến cái giờ thọ trang thọ thực thì Đức Phật sẽ biến ra một cái vị Phật gọi là hóa thân Phật ở đấy thay ngài thuyết pháp và ngài vẫn đi xuống nhân gian này đi phát thực ăn thau nghỉ ngơi chưa xong đấy, rồi ngài lại trở lại cái thân bình thường của mình, ngài thu cái hóa thân nhỉ,
để trở thành cái thân thật của mình để tiếp tục thuyết pháp. Hay là từ khi sau 3 tháng ấy, khi mà Đức Phật xuống từ cái cõi trời Đao Lợi đi xuống nhân gian, thì lúc đấy Ngài thuyết những bài pháp có những vị, cho những cái vị chỉ có những vị A-la-hán mới hiểu được, có thể Ngài thuyết những cái bài pháp chỉ có những vị bất na mới hiểu được, những người thấp hơn không hiểu được. Có những bài pháp Ngài thuyết cho những vị nhân na mới hiểu được, những người chưa chứng nhân na không hiểu được. Có những bài pháp Ngài thuyết cho những vị dự niu mới hiểu được. Có những bài pháp thì Ngài thuyết cho những người phàm phu có thể hiểu được. Cùng một lúc đấy này hóa ra nhiều cái hóa thân Phật để thuyết pháp, vì lúc đấy hội chúng rất là đông. Chính vì vậy cho nên là trong một cái thời gian ngắn đã có rất nhiều chúng sinh có thể giác ngộ được. Đó là đôi khi Ngài sử dụng cái pháp hóa thân. Và có những cái thần, cái năng lực của cái thần túc thông này có thể biến bóng tối thành ánh sáng, làm hiện rõ ra một cái gì bị che khuất, hoặc làm cho cái gì ngoài tầm mắt có thể hiện ra ở trong tầm mắt. Đấy là cái, cũng gọi là cái túc mắt thông. Ví dụ vì đấy mà muốn thực hành các cái thiền đấy thì mình phải nhập vào một cái tầng thiền căn bản của thần thông, như là tứ thiền Kasina sẽ xuất khỏi tầng thiền đấy, vì đó mới tác ý bóng tối này hãy chuyển thành ánh sáng. Đấy, hoặc là cái đang bị che khuất này hãy hiện ra, và cái này từ ngoài tầm mắt hãy hiện ra trong tầm mắt. Làm công việc chuẩn bị như vậy, sau đó vị đó mới quyết định. Nếu mà thành công thì mọi thứ nó sẽ đạt được đúng như cái vị đó đã nói, đúng như cái vị đó. Có những vị thì theo mà bây giờ vị thành tựu được cái pháp này trong cái buổi tối, ví dụ trời đêm tối như thế này, và vị đó thành tựu được cái thần thông này thì vị đó quyết định là bóng tối này hãy chuyển thành ánh sáng. Thì lúc đấy với vị đó thì tất cả cái màn đêm này nó sẽ biến mất. Thì với vị đó có thể nhìn bằng mắt thường và thấy tất cả bản tổng. Đấy là cái năng lực mà có thể chuyển được từ bóng tối mà thành ánh sáng, hoặc là đang từ ánh sáng mà cũng có thể chuyển thành bóng tối. Đấy, từ ánh sáng đang, ví dụ như là hai người đang ngồi với nhau, vị đó dùng cái năng lực của mình che đi một người và làm cho hai người ngồi bên nhau nhưng không nhận được ra nhau. Thì đấy là vị đó có thể che đi những cái mà nó đang hiện ra, hoặc làm hiện ra những cái mà đã bị che đi. Ví dụ như là những cái ở bên ngoài kia nó cách một bức tường, nhưng vị đó muốn, vị đó có thể tác, vị đó có thể tác ý làm cho một người ngồi ở trong có thể nhìn thấy cái vật, nhìn xuyên qua tường thấy cái vật ở bên ngoài. Đấy là làm hiện ra những cái mà không có ở trong tầm mắt, hoặc là có những cái ở rất xa, vì đó có thể làm cho xuất hiện được. Có ví dụ như là khi mà Đức Phật đến hóa độ cho Vua Tần Bà Sa La, thì Đức Phật nói rằng là có rất nhiều thân bằng quyến thuộc của ông đang trở thành ngã quỷ. Đấy, đang làm ngã quỷ và họ đang mong chờ ông làm những cái việc phước thiện để hồi hướng công đức cho họ. Và cũng cái lúc đấy Đức Phật muốn tăng trưởng cái niềm tin của Vua Tần Bà Sa La cũng như là cái dân chúng của cái đất nước đó, cái đất nước mà Kiệt Đà, để cho người ta có cái niềm tin vào giáo pháp, niềm tin là có những người làm việc thiện thì sẽ được hưởng phước, người làm việc ác thì phải chịu khổ báo. Thì lúc đấy Đức Phật dùng thần thông cho Vua Tần Bà Sa La cùng với lại cái dân chúng ở cái nước đấy thấy những cái ngã quỷ đói khát đó rất là xấu xa, rất là hôi hám, rất là đen đủ. Thì sau đó thì Vua Tần Bà Sa La làm cái việc cúng dường lên Đức Phật và Chư Tăng. Thì khi mà đầu tiên là cúng dường Đức Phật và Chư Tăng đến, thì Vua Tần Bà Sa La lấy một cái thau nước ra để rửa chân cho Đức Phật. Sau đó mới hồi hướng cái công đức này, cúng dường nước này đến thân bằng quyến thuộc. Thì lúc đấy những cái thân bằng quyến thuộc kia được hưởng cái nước mát, đó là ở trong không gian hiện ra những cái ao nước để cho họ tắm rửa. Khi mà dâng cúng đến vật thực, đến Đức Phật và Chư Tăng và nguyện hồi hướng cái công đức đấy cho những cái thân bằng quyến thuộc là ngã quỷ này, thì những cái thực phẩm ở cái cõi thiên giới xuất hiện.
và trải qua bao nhiêu năm đói khát thì họ sẽ được được ăn những cái món ăn đó. Thì khi mà cúng dường y phục đến Đức Phật và hồi hướng cái công đức đấy cho thân bằng quyến thuộc thì lúc đấy các cái y phục ở thiên giới sẽ ngay lập tức hiện ra cho những cái hàng ngã quỷ đấy, và cái hàng ngã quỷ đấy lập tức là trở thành những cái vị thiên thần, tức là vị họ chết ở cái kiếp ngã quỷ đấy và hóa sinh thành các vị thiên thần ngay ngay lúc đó. Thì đấy là cái bằng Đức Phật đã dùng cái năng lực thần thông để cho mà những cái người khác có thể thấy được cái điều đó. Đó là những cái ở ngoài tầm mắt, hoặc là những cái có thể hiện ra được, những cái mà mắt thường không thấy được. Hay là khi mà Đức Phật từ trên cõi trời Tam Lợi thuyết giảng vi diệu pháp 3 tháng an cư, và sau khi giảng cái tam vi diệu pháp này trở về nhân gian, và lúc đấy Đức Phật đã dùng cái ánh sáng, cái năng lực của mình ấy, cái năng lực thần thông của mình để hiển bày ra 8 cái tầng địa ngục. Đấy, từ cái tầng địa ngục thứ nhất cho đến tầng địa ngục A Tỳ thứ 8, khiến cho những cái người dân, những cái dân chúng mà đang chờ đón Đức Phật trở về, người ta đi đón Đức Phật trở về, thì lúc đấy người ta nhìn xuống dưới lòng đất và người ta thấy được cả 8 tầng địa ngục đều xuất hiện ra. Đấy là hiển bày ra được những cái mà cũng nằm ngoài tầm mắt thường. Và lúc cũng cái lúc đấy Đức Phật hiển bày ra các cõi trời dục giới, cõi trời Tứ Đại Thiên Vương, Đao Lợi Thiên, Giảng La Thiên, Hóa Đạt Tha, Hóa Tự Tại Thiên và các cõi trời Phạm Thiên. Lúc đấy hiển bày ra cho chúng sinh thấy những cái cõi trời này, khiến cho tất cả mọi người khi mà đã chứng kiến được những cái cảnh đấy rồi thì không ai là không khao khát cái đạo giác ngộ. Người ta thấy được là nó có cõi thiên giới, có cõi địa ngục như thế. Nên thì tất cả mọi người đều kinh ngạc và khao khát cái con cái sự giải thoát, khao khát sự tu tập. Đấy là cái năng lực thần thông có thể hiển bày được những cái điều đó. Và không chỉ Đức Phật mới có được cái năng lực đó, và đôi khi có những vị trưởng lão, có những vị tỳ kheo cũng có thể thực hiện được những điều này. Và khi mà Phật giáo truyền sang Tích Na, cách sau Đức Phật mấy trăm năm rồi, thì ở đạo Tích Na lúc đấy có một vị trưởng lão là Thân Mã Đi Na. Khi giảng pháp, ngài dùng một chiếc quạt úp xuống đất, và tất cả thính chúng ở dưới đấy cũng có thể thấy rõ đến địa ngục A Tỳ. Ngài ngửa chiếc quạt đó lên trên trời thì các cái thính chúng ở đấy cũng có thể thấy được những cái các cõi trời. Và khiến cho mọi người phát khởi cái niềm tin mà dốc lòng tu tập đạo giải thoát. Và thần thông khiến cho ánh sáng trở thành bóng tối, che khuất cái hiện rõ, làm cho không thể thấy cái ở trong tầm mắt. Có thần thông thì khiến cho ánh sáng trở thành bóng tối, che khuất cái đang hiện rõ đi. Muốn thực hành các thần thông này thì vị đó phải nhập vào một cái tầng thiền căn bản, như là một cái ví dụ vị đó muốn che khuất một cái gì đó thì vị đó có thể biến nhập vào tasina đen, cho vị tăng ý ánh sáng này trở thành bóng tối. Có thể là trong đang là ban ngày mà có thể biến nó thành ban đêm, trời đang sáng rực thì nó có thể biến nó thành đêm tối được. Hoặc là cái này đang hiện rõ hay bị che khuất, cái này đang ở trong tầm mắt hay ra khỏi tầm mắt, vị ấy làm công việc chuẩn bị và quyết định như trước. Nếu thành công thì cái việc đấy sẽ trở thành như cái vị đó quyết định, vị đó có thể che đi. Và cái việc này đã được thực hiện bởi Đức Phật khi mà Đức Phật mới thành đạo. Lúc ấy Đức Phật mới thành đạo có cái vị thanh niên ra xa đang giống như là một cái người chán đời, đang bỏ đi. Cái vị thanh niên ra xa này là một cái công tử con nhà giàu, vị đó có vợ rồi. Nhưng mà một cái lần vị đó nhìn thấy cái người vợ khi mà ngủ say đi thì nó nhỏ dãi ra, và trong cái người nó bất tích ghê gớm, mà vì nó cái bảo thật là bất hạnh, cho là thật là khổ, thật là một cái sự tai nạn hiểm họa cho ta, vì nó cứ đi và nói lẩm bẩm như thế.
Thì Đức Phật bảo hãy đang đây Gian Xá, ta sẽ thuyết pháp cho. Khi mà Gian Xá đang nghe pháp thì người cha Gian Xá đi tìm. Thì lúc này Đức Phật quan sát, nếu như người cha đến đây thì hai cha con gặp nhau và thì sẽ gián đoạn cái tâm đang muốn nghe pháp này, và sẽ làm cho cả hai cha con không có đạt được sự lợi ích. Thì lúc đấy Đức Phật đã dùng thần thông che cái người con là Gian Xá đi, và cái người cha bắt đầu đi đến nơi và hỏi Đức Thế Tôn là ngài có nhìn thấy đứa con cha tôi đi qua đây không? Thì Đức Phật đã bảo thôi hãy ngồi đây ta thuyết pháp cho, và nghe rồi hãy đi tìm con sau. Thì lúc đấy Đức Phật thuyết cùng một cái bài pháp đấy, thuyết giảng xong cái bài pháp đấy thì người con Gian Xá thì chứng quả A-la-hán, người cha thì chứng quả dự đi. Thì lúc đấy Đức Phật mới dùng cái thần thông thu lại cái bóng tối đó, và làm cho hai cha con nhìn thấy nhau. Thì lúc đấy Gian Xá chứng quả A-la-hán rồi sẽ những chốt ra, còn người cha trở thành người Phật tử. Bây giờ cái năng lực có thể biến một cái đang có thể che đi, một cái người đấy có thể ẩn đi, làm cho hai người không nhìn thấy nhau. Như cái lúc mà ngài Bụt Kiền Liên mà bị cái bọn đi kiền tử nó săn và nó muốn ám sát ngài, thì trong những cái ngày trước thì ngài dùng thần thông ngài biến hình và ngài bay đi chỗ khác. Cho đến ngày thứ bảy thì ngài cũng dùng cái năng lực thần thông là ngài ở tại chỗ và ngài dùng cái năng lực là che khuất, vẫn ngồi trong phòng nhưng mà ngài làm cho cái người khác không thấy được mình, ẩn, tức là dùng cái thuật đó là ẩn thân. Nhưng mà đến lúc ngày lại dùng đến một cái pháp thuật thứ hai là tha tâm thông, ngày quan sát từ cái tâm của những cái người đến sát hại mình là vì cái mục đích gì. Thì cái lúc đấy cái năng lực thần thông về cái ẩn thân nó biến mất, thì ngài mới hiện ra nguyên hình và nó mới đánh được này. Thì cái thần thông đấy có thể là khiến cho ánh sáng trở thành bóng tối và che khuất đi một cái đang hiện đó, và làm cho cái không thể thấy đó ở trong tầm mắt có thể ở trong tầm mắt. Khi mà trong có những cái trường hợp Đức Phật muốn làm cho một cái người khác có một cái sự kinh cảm, thì ngài cũng có thể làm cho trời đang tối sáng mà trở thành tối được. Như một lần thì có hai cái dòng họ của Đức Phật, đó là dòng họ bên cha là dòng họ Thích Ca, và cái bộ tộc ở bên mẹ của ngài đó là dòng tộc Koliya. Hai cái dòng tộc này là hai cái đất nước, gọi là đất nước Katinabe và cái đất nước của dòng tộc Koliya, thì ở bên thì lại có cùng một con sông, và hai bên con sông là hai cánh đồng lúa, và hai bộ tộc này cái ở đây. Đến cái mùa đấy là năm đấy là nước nó hạn hán, thế là hai bên hội họp với nhau bảo các ông hãy nhường cho chúng tôi tát nước, bên kia mà hãy nhường cho chúng tôi tát nước. Hai bên không bên nào chịu nhường bên nào, và bắt đầu đứng lên đánh nhau. Thì những cái đầu tiên là những cái người dân, chúng các vị bô lão trưởng lão trong làng đánh nhau, sau đó này về kéo quân đội, kéo hai vị vua ở hai nước và sẵn sàng chuẩn bị nghênh chiến, đang chuẩn bị đánh nhau rồi. Thì Đức Phật dùng thần thông quan sát lại và ngài đã quyết định đến để hòa giải. Thì đến khi mà hai bên quân đội đã đứng sẵn ở hai bờ sông và chuẩn bị vào đánh trận rồi, thì lúc đấy Đức Phật dùng thần thông ngài bay trên giữa hư không và ngài làm cho cái trời đang sáng bắt đầu tối sầm lại. Thì ngài dùng cái thần thông đấy làm cho mọi người bắt đầu trở nên kinh ngạc. Khi mà mọi người nhìn lên trên trời xem có cái gì thì thấy Đức Thế Tôn đang ngồi ở trên đất. Thì lúc đấy Đức Thế Tôn thì cũng là dòng tộc bên cha là dòng tộc Thích Ca, và bên mẹ cái dòng tộc Koliya là cái dòng tộc bên mẹ của ngài là bà Ma Gia phu nhân. Thế là cả hai bên đều thấy Đức Phật đều là người thân của mình và họ hạ vũ khí cho không đánh nhau nữa, và đến đảnh lễ Đức Thế Tôn. Hai bên ngồi, mọi người mới lấy cái cho ngài một cái tòa ngồi, và ngài ngồi đấy và thuyết giảng giáo pháp. Ngài thuyết giảng về những cái pháp đó là những cái người cầm đầu mà ngu dốt thì sẽ khiến cho những người đi theo gặp tai họa. Thì sau cái bài giảng pháp đấy thì hai bên bắt đầu mới giải hòa, không tranh chấp, không chỉ vì một cái chuyện nhỏ nhặt mấy cái giọt nước xong mà
đem tính mạng của con người ra đánh đổi. Nên khi mà mọi người hiểu ra rồi, mọi người thấy những cái sự ngu nhốt của mình, thì đấy là có những cái trường hợp như vậy, phải dùng cái thần thông để làm cho những người khác kinh cảm. Thì cái thần thông nó sẽ biến cho cái ánh sáng trở thành bóng tối. Và có một cái loại thần thông nữa, đó là song thông, cũng là một cái năng lực biến hóa, như là trên thì hóa ra lửa, dưới hóa ra nước. Loại thần thông này được Đức Phật thực hiện mà không có vị đệ tử nào có thể làm được. Cái đặc biệt là chỉ có một cái pháp song thông là cái pháp chỉ riêng Đức Phật mới thực hiện được. Thì một cái người bình thường, bất cứ một cái hành giả nào, một bậc A-la-hán thường hay là bậc đại A-la-hán, tức là ngoại trừ Đức Phật này, thì những vị A-la-hán khác một lúc chỉ thực hiện được một loại thần thông, chỉ có Đức Phật mới có thể thực hiện được một lúc hai loại thần thông. Vì cái vị đó phải nhập vào một lúc là hai pháp thiền căn bản, đó là nhập vào thiền ca si đá lửa và ca si đá nước, sau đó vị đó hóa ra lửa và hóa ra nước. Còn những cái người khác thì chỉ nhập vào một ca si đá một lần, không nên nhập cả hai ca si đá. Nên Đức Phật thực hiện được song thông, để đó là cái trí tuệ của Đức Phật nó quá là vi tế, nó quá là sâu xa, nó quá nhạy bén. Tức là trong một khoảnh khắc thì không phải là Đức Phật nhập được vào hai ca si đá, nhưng mà cái trí nó rất nhanh, Đức Phật có thể luân phiên nhập ca si đá đất rồi lại ca si đá nước rồi lại đất rồi lại nước, liên tục thay đổi rất nhanh như vậy. Và lúc đấy lại biến ra lửa, lại biến ra nước này, rồi lại biến ra lửa, rồi lại biến ra nước, nó cứ thay đổi liên tục như vậy. Thì trước khi mà muốn biến ra lửa thì vị đó phải nhập ca si đá lửa, trước khi muốn biến ra nước thì vị đó phải nhập ca si đá nước, rồi sau đó vị đó mới có cái quyết định và nó sẽ biến ra như vậy. Thì một cái người bình thường vì đó phải làm một cách tuần tự, nhập vào lửa sau đó suốt ra rồi biến ra lửa, rồi nhập vào nước lại suốt ra rồi biến ra nước. Những cái người khác là không đạt được cái mức gọi là nhanh nhẹn và nhạy bén như Đức Phật. Và Đức Phật có thể làm được một cách nhanh nhạy và nhạy bén, cho nên ngài thực hiện được hai thần thông một lúc. Và thần thông này được thực hiện khi Đức Phật ở ngoài thành Xá Vệ dưới gốc cây xoài có khúc bưu để hàng phục ngoại đạo. Lúc đấy có một số ngoại đạo hống hách, nó đi vào trong làng tuyên bố Sa môn Gotama có thần thông, ta cũng có thần thông. Mấy người ngoại đạo nó tuyên bố như thế, nếu bây giờ Sa môn Gotama đến đây mà thi đấu thần thông với ta thì ta sẽ chấp Sa môn Gotama một pháp thì ta sẽ biến thành hai pháp. Nếu mà Sa môn Gotama biến ra hai pháp thần thông thì ta sẽ làm bốn pháp. Sa môn Gotama thể hiện 4 pháp thì ta sẽ thực hiện 8 pháp, cứ như vậy. Thế nên những cái người ngoại đạo đi ra giảng tuyên bố như vậy thì Đức Phật chấp nhận cái lời thách đố đó, chấp nhận lời thách đấu đó, và Đức Phật nói đúng cái ngày tháng đấy ta sẽ đến đúng cái cổng thành Xá Vệ và sẽ thể hiện thần thông ở tại cái gốc cây xoài có cục bưu. Thế thì lúc này bọn ngoại đạo nó nghe được là Đức Phật sẽ thể hiện thần thông dưới gốc cây xoài có cục bưu thì nó đi nó chặt hết tất cả các cây xoài, không còn một cái cây xoài nào ở ngoài thành Xá Vệ nữa. Nhưng mà đúng đến cái ngày đấy thì Đức Phật bắt đầu đi vào trong thành Phất Thực. Đang đi Phất Thực thì có một cái người chủ vườn, cái vườn ngự uyển của vua, hôm nay ông vặt một cái quả xoài rất là thơm ngon ở trong vườn và ông định vào trong thành để dâng vua. Nhưng mà trong cái lúc đang đi trên đường thì cũng gặp Đức Phật, ông bảo thôi ta hãy dâng, rất là hiếm khi ta có cơ hội gặp Đức Thế Tôn, và lần này ta sẽ cúng dường ngài quả xoài này. Thì Đức Phật trải tọa khu ăn xong cái xoài và ngài đưa cái hạt xoài đấy cho một cái người giữ vườn và là hãy mang cái cây xoài này ra vườn, ra cái cổng thành Xá Vệ hãy trồng nó xuống. Thì cái người này bắt đầu vừa mới trồng cái trái xoài xuống đất một cái tưới nước lên trên, thì là cái năng lực thần thông của Đức Phật đã có cái sự quyết định vào trong đấy rồi. Thì cái cây xoài này cứ từ từ mọc lên ngay lập tức với một cái chiều cao, mọc lên rất là cao và bắt đầu là trổ cành lá và cây xoài nó mọc lên một cái cục bưu, cây xoài có bưu đấy. Và cái gốc cây xoài đấy được tại cái chỗ cây xoài đấy thì Đức Phật đã thể hiện các cái năng lực thần thông, tất cả các năng lực thần thông của mình, rồi cả cái pháp song thông biến ra lửa và biến ra nước này,
Sau đó thì Ngài mới đi lên cõi trời. Khi mà Ngài thực hiện các năng lực thần thông đấy thì dân chúng ở khắp mọi nơi đến để xem, đến để xem Ngài thể hiện thần thông rất là lâu. Và lúc đấy thì Đức Phật mới quan sát là khi các vị Phật chánh đẳng giác trong quá khứ sau khi thi triển các năng lực thần thông như thế thì các Ngài đi đâu. Thì tất cả các vị Phật chánh đẳng giác trong quá khứ cũng vậy, sau khi thi triển những năng lực thần thông như vậy thì thường thường là các Ngài sẽ lên cõi trời, sẽ lên cõi trời Tam Thập Tam Thiên và an cư ở trên đấy. Bởi vì khi mà Ngài thi hiện một cái năng lực thần thông như thế mà đã được thông báo trước một thời gian dài và dân chúng đã kéo đến rất là đông như thế, và bây giờ người ta ngưỡng mộ Ngài một cách vô cùng tận, mà người ta không phải là ngưỡng mộ về sự giác ngộ mà người ta lại ngưỡng mộ cái thần thông vậy. Và nếu như bây giờ Ngài mà ở lại thì dân chúng người ta sẽ đi theo Ngài rất đông, và người ta sẽ đòi học những cái pháp năng lực thần thông. Tâm của họ đã giống như là đã ưa thích cái thần thông đến mức quá mức rồi. Và khi mà Đức Phật lên cõi trời đang lợi và an cư ở trên đấy suốt 3 tháng liền, nhưng mà ở dưới những người dân người ta được xem Ngài thể hiện thần thông, người ta tụ tập lại và người ta cứ ngồi đấy, người ta chờ Ngài về, chứ người ta không có giải tán, người ta không có về. Người ta bảo khi nào Đức Thế Tôn trở về thì họ mới về, và họ cứ ngồi chờ đấy suốt cả ba tháng mùa mưa, mà cái chỗ mà người dân ngồi chờ Ngài nó không mưa, chỗ đấy là tự nhiên là trong suốt 3 tháng không có mưa. Và suốt 3 tháng đấy thì anh em cấp cô độc phải cung cấp cho họ thức ăn, cho đến tận cái ngày mà Đức Phật trở về, rồi họ chứng kiến được cái sự trở về của Đức Phật nữa, thì cái đám đông họ mới giải tán. Thì cái sự ngưỡng mộ thần thông, cho nên là cái người nào người ta chỉ cần có một chút thần thông, nhất là những người ngoại đạo, người ta chỉ cần có một chút thần thông thôi thì người ta sẽ thu phục được rất đông đệ tử. Vì bây giờ có ai mà có cái năng lực thần thông thì nó sẽ trở thành một cái gì đó nó rất là lạ, mà hiếu kỳ, nó sẽ trở thành một cái gì đó rất là hiếu kỳ, và cái sự hiếu kỳ đấy sẽ làm cho mọi người sẽ đi theo, sẽ tin theo, và tin theo cái sự hiếu kỳ đấy thì có được cái lợi ích gì không? Bây giờ giữa một người mà đang thuyết pháp, đang giảng cái pháp và hãy tu tập để đi đến giác ngộ, nhưng mà có một cái người ở ngoài kia thì họ cứ đi trên mặt nước để họ bay trên hư không, thì mọi người sẽ thích nghe pháp hay là thích đi ra xem ở đây? Thì cái tâm hiếu kỳ người ta sẽ thích, mà người ta sẽ thích đi xem cái người có thần thông. Và khi mà người có thần thông người ta bảo hãy đi theo tôi, hãy đi theo tôi mới là người giỏi này, thì lúc ấy mình đi theo ai? Mình sẽ đi theo cái người có thần thông mà. Đấy là những cái người hiếu kỳ là như vậy, người ta sẽ thích đi theo những cái pháp này. Và cho nên là chỉ trong những trường hợp bất đắc dĩ lắm Đức Phật mới sử dụng đến các cái pháp thần thông này. Đấy, và sau này Đức Phật đã cấm các đệ tử không được thực hiện thần thông nữa. Và cái năm là Đức Phật thi triển các cái năng lực thần thông dưới gốc cây xoài có cục bưu này, là năm đấy là vào cái năm thứ sáu, và năm thứ sáu thứ bảy là sau khi Ngài thành đạo. Lúc đấy là Ngài cũng là mới thành đạo, và giáo pháp lúc đấy là đang trong cái giai đoạn là phát triển. Lúc đấy mọi người mới biết đến Ngài cũng chưa phải là nhiều, cho nên là chọn đấy là những trường hợp bất đắc dĩ, cho nên Ngài mới thể hiện các năng lực thần thông. Và sau này khi mà giáo pháp đã lan truyền rồi, mọi người có niềm tin chân chánh rồi, thì mọi người có đến cầu thỉnh Ngài thể hiện các năng lực thần thông, Ngài cũng không thể hiện nữa. Ngài nói là Ngài đã trở nên nhàm chán, và Ngài chỉ còn dùng một pháp nữa, đó là giáo hóa thông, chỉ còn dùng thần thông trong khi giáo hóa cho mọi người đã được sự giác ngộ này. Và có thể có những cái thần thông đi xuyên qua vách, qua tường, qua núi không bị trở ngại như đi qua hư không. Thần thông có thể đi xuyên qua vách, qua tường, qua núi được. Dù muốn thực hiện thần thông này, vì đó phải nhập vào xuất thiền kasina căn bản là hư không. Vì đó nhập vào kasina hư không đó rồi, vì đó tác ý hãy có hư không ở cái vách này,
Thì nhập em có hư không ở cái vách này. Thì lúc đấy với vị đấy thì cái vách đấy nó không còn là vách ấy, mà nó là hư không, và vị đó có thể đi xuyên qua một cái tự tại, qua vách, qua tường, qua núi, như đi qua hư không, vì vị nó biến là hư không rồi. Và có thần thông là độ thổ trồi lên. Muốn thực hiện được cái thần thông độ thổ trồi lên này thì vị ấy phải nhập được thiền căn xa lá căn bản là ca si lá nước. Bây giờ vị đó nhập thiền ca si lá nước rồi, vị đó xuất thiền và vị đó tác ý hãy có nước ở cái chỗ này, hãy có nước ở nơi đất này, thì cái nơi đất đấy nó sẽ là nước. Và khi mà vị đó có thể nhảy xuống cái khu đất thì đó là vị đó đang nhảy xuống nước. Với người khác nhìn thì đó nó vẫn là đất, nhưng mà với vị đấy là nước, cho nên là vị nó có thể đi xuống dưới đất rồi đi lên, giống như là một cái người độ thổ mà trồi lên trên đất như ở trên nước. Vị ấy nhưng nếu như vị đó muốn thì vị đó có thể cho người khác tắm với cái đất nước đấy được. Nếu như vị đó muốn cho một mình vị đó thì chỉ một mình vị đó mới có thể đi xuống được. Vị đó muốn cho người khác cùng thấy thì người khác cùng thấy được, hoặc là cái thần thông có thể đi trên nước như đi trên đất liền, vì nó có thể đi ở trên nước suốt ra khỏi thiền và bị ở tăng ý đây hãy có đất trên nước này, hãy có đất và bị ấy hãy đi qua nước như đi trên đất liền. Vì nó có thể đi một mình cũng được và làm cho người khác đi cũng được. Khi mà khi xưa là Đức Phật một lần đi qua sông thì gặp một cái người ngoại đạo, và nó cũng có cái năng lực thần thông, nó đi được trên mặt nước. Và lúc đấy cái ngoại đạo ấy đến và nó nói là nghe nói ngài là Sambhogotama, ngài là một vị chánh đẳng chánh giác vậy, ngài có thể làm được cái việc này không, đó là ngài có thể đi trên mặt nước như tôi được không. Thế nên lúc đấy Đức Phật mới hỏi, thế ngươi luyện bao nhiêu năm, tu luyện bao nhiêu năm mới có được cái khả năng này? Và tôi tu luyện 40 năm rồi. Tu luyện 40 năm mới có thể thành tựu được cái khả năng đó là đi được ở trên mặt nước. Thế Đức Phật nói là ta chỉ cần mất 4 xu ta có thể đi qua được cái con sông này. Thế thì với cái người ngoại đạo ấy thì mất 40 năm luyện cái pháp thần thông đấy chỉ là để đi qua mặt nước, không có gì khác. Không có gì khác, không có gì hơn cả. Thế thì cái việc đi qua nước thì nó không nhất thiết là phải bỏ ra cái thời gian công sức như vậy, mà bản thân Đức Phật khi ngài đi qua sông này cũng vẫn có thể đi thuyền, ngài vẫn đi thuyền bình thường, ngài không cần nhất thiết là phải sử dụng đến thần thông. Nên thì cái mục đích tu tập của Đức Phật là không phải để đạt được các năng lực thần thông, không phải để đạt được, nhưng mà cái sự chứng đắc các cái đạo quả của ngài nó vẫn đi kèm theo cái pháp thần thông. Thì cái pháp thần thông ấy nó chỉ là cái phụ thôi, nó chỉ là một cái pháp nó phụ thôi, nó sinh lên trong cái lúc mà bị nó thành tựu được đạo quả. Và trong khi đi truyền bá giáo pháp thì mục đích của ngài là phải truyền bá cái pháp giác ngộ, giác ngộ giáo hóa cho người ta có được cái chánh kiến, rồi giáo hóa cho người đó thực hành theo chánh pháp và đi đến cái sự giải thoát, đi đến cái đoạn tận các cái phiền não tham sân si, giác ngộ các sự thật và giải thoát khổ đau. Nhưng mà đôi khi ngài chỉ sử dụng thần thông khi trong những cái trường hợp, trong những cái trường hợp mà cần thiết lắm, cũng như là có những cái người đấy dùng cái lý lẽ giáo hóa không có được mà phải dùng thần thông để giáo hóa thì mới được, thì lúc đấy bắt buộc ngài phải dùng. Ví dụ như là khi mà ngài Đề Bà Đạt Đa sai những cái người xạ thủ ra để ám sát Đức Phật, thì lúc đấy Đức Phật phải dùng thần thông đó là làm cho tất cả những người xạ thủ đấy cứng đơ người đó, không thể giương được cây cung lên, không thể buông được cây tên mũi tên này, không thể bắn được ngài, và làm cho họ hoảng sợ. Sau đó ngài thuyết pháp cho họ đắc đạo. Thế là khi mà Đề Bà Đạt Đa thả con voi say này để cho nó đến nó hút Đức Phật, thì lúc đấy ngài dùng thần thông, đó là ngài dùng cái năng lực từ bi của mình,
dùng cái năng lực từ 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 tâm của mình, và ngài chế ngự được cái sân tâm, cái ác tâm của cái con voi. Hay là tướng tượng Angulimala chạy theo giết ngài, thì ngài dùng cái năng lực thần thông, ngài biến cho cái ở gần thành ở xa, giống như ngài cứ đi bộ bình thường mà tướng cướp Angulimala cứ thế chạy theo mà không chạy kịp được ngài. Đấy là có những cái năng lực thần thông sử dụng trong những trường hợp đặc biệt vậy. Hoặc là thần thông du hành ở trong hư không, vì ấy phải nhập và xuất tiền ra trên đá đất, và vị ấy có tác ý là du hành trên hư không, rồi vị ấy có thể đi đứng nằm ngồi trên đó muốn du hành trong hư không, thì vị đó phải đắc thiền, phải đắc thiên nhãn, để khi gặp các chướng ngại vật trong hư không, vị ấy phải có tác ý dùng hư không để đi xuyên qua các chướng ngại vật đó và đáp xuống ở một cái nơi mà không có người trông thấy. Thì nó có thể du hành ở trong hư không, vị có thể đi ở trong hư không được, bay ở trong hư không được. Nhưng mà thường thường những cái vị bay ở trong hư không này, người ta sẽ sử dụng thiên nhãn. Bởi vì đôi khi mình đi mà không có thiên nhãn, mình có những cái vật chướng ngại ở trước mình không có nhìn thấy, mình không tác ý mình đi xuyên qua, hoặc là mình tránh, lại. Hoặc là có những vị có thần thông khác, người ta biến ra một cái quả núi nào đấy, nhưng mà bắt thường mình không thấy, thì mình thích thiên nhãn thì sẽ thấy được, phải tránh qua. Hoặc là có những cái thiên thần hay là các vị trời rồng, người ta hóa ra những cái chướng ngại ở trước, thì cái vị mà có thần thông, có thiên nhãn thì có vị nó có thể dùng hư không để đi xuyên qua những cái chướng ngại đấy. Một người có thể du hành trên hư không, và khi vị đó du hành trong hư không, vị đó thường cũng không có để cho người khác thấy. Thường những người mà thi triển năng lực thần thông sẽ không để cho người khác thấy, cho nên người ta sẽ đáp xuống ở một nơi không có ai trông thấy. Thì vị đó sẽ dùng thiên nhãn biết rằng mình sẽ hạ xuống ở cái chỗ kia, chỗ kia. Thì cái người mà du hành trong hư không thì nó có thể đi một mình, nhưng mà với một cái người có năng lực mạnh, người ta có thể đi kèm theo những người không có thần thông. Ví dụ như Đức Phật là khi mà sau cái trận là hòa giải giữa hai cái bộ tộc Kolinja và cái bộ tộc Thika, hai cái bộ tộc đang định đánh nhau để tranh nhau nước trong, thì lúc đấy hai bộ tộc này sau khi hòa giải rồi, thì nghĩ là bây giờ mỗi bên chúng ta hãy cử ra 1.000 người để đi theo hầu Đức Thế Tôn, là đi xuất gia trở thành tỳ kheo, để báo đáp cái ân đức mà Đức Phật đã hòa giải cho chúng ta. Nếu cuộc chiến tranh này xảy ra chúng ta cũng chết gần hết, thì bây giờ mỗi bên phải chích ra 500 người, mỗi bộ tộc chích ra 500 người để đi xuất gia làm tỳ kheo. Thì 500 cái vị nam tử này phần lớn là những người đã có vợ con gia đình rồi, và họ đi xuất gia bằng cái mệnh lệnh của cấp trên, của các cái vị vua đấy ra lệnh cho phải đi, mà họ không có thật tâm. Vì không thật tâm cho nên khi đi thì họ cứ nhớ nhà, nhớ vợ, đa số là cái vị đó nhớ những bà vợ, và không có dốc lòng tu giới định tuệ. Và Đức Phật dùng cái trí tuệ quan sát biết được rằng những cái người này đang đi xuất gia ở bên cạnh ta là một vị Phật thánh là Giác Như Lai, mà họ vẫn còn tâm tưởng nhớ về cái đời sống dục lạc thế gian. Và lúc này Đức Phật mới bắt đầu mình dùng thần thông là tất cả hãy đi theo ta, và tất cả hãy bám, tức là người này bám treo áo người kia, mà đây Đức Phật dùng cái thần thông là cho tất cả mọi người bay lên, bay lên cái đi qua một cái dãy núi Himalaya, đi sâu vào trong núi. Sau đó Đức Phật thuyết giảng một cái bài pháp, gọi là Đức Phật kể lại những cái câu chuyện tiền thân. Thì tất cả những cái vị tỳ kheo này là những cái người đang bị ái luyến, những người đã có vợ, cho nên là khi đi xuất gia là cái tâm lý là nhớ vợ. Và lúc đấy cái bài pháp đấy thì Đức Phật nói về chuyện tiền thân là chim Kunana, và ngài chỉ nói đến những cái tội lỗi của nữ nhân. Thì trong suốt cả bài pháp ngài chỉ có nói đến những cái thói xấu của người nữ, bao nhiêu cái thói xấu của người nữ từ cổ chí kim đến thôi ra ngài kể hết. Thì sau khi mà nghe rõ được rồi, hiểu rõ được cái bản chất xấu xa của người nữ rồi ấy, thì lúc đấy cả một cái nghìn vị tỳ kheo này không ai còn nhớ vợ nữa.
Thì cái lúc đấy không còn cái tâm nhớ vợ nữa, thì lúc đấy Đức Phật mới thuyết pháp, mới thuyết các cái sự thật là pháp tứ diệu đế. Thì lúc đấy cái tâm của họ thanh tịnh rồi, nó rời ngâm ni được khỏi cái ái luyến rồi, thì họ mới lắng tai nghe pháp. Và sau khi nghe pháp thì tất cả bằng đấy bị chứng được quả A-la-hán hết. Tất cả mọi vị tỳ kheo sau một bài pháp chứng A-la-hán hết luôn. Thì khi mà trở về thì Ngài dùng thần thông Ngài đi một mình, còn tất cả các vị kia tự đi bằng thần thông của mình hết. Mình có thể trở lại nhân gian được. Thì đấy là trong có thể thần thông có thể tu hành ở trong hư không. Và thần thông có thể làm cho cái ở xa trở thành ở gần. Tức là một cái có thể ở rất xa mà với cái năng lực thần thông có thể biến nó lại rất gần. Ví dụ như vị ấy tự thân đi đến cõi chư thiên hay cõi phạm thiên, thì vị đó nhập vào chỗ thiền căn bản và vị đó tác ý về cái tưởng nạc và tưởng nhẹ. Thì ở trong các tầng thiền như ở trong tứ thiền nó cũng có cái nạc của cái tứ thiền, có cái hỉ nạc. Vị đó thấm nhuần cái sự hỉ nạc ở trong cái tầng thiền đấy, vì vậy nó lại làm cho cái thân này nó trở nên nhẹ, khinh an, hỉ, tác ý đến hỉ đến cái thân này nó sẽ khinh an lên, đến hỉ đến nạc. Và vị đó làm cho cái thân nhẹ bỗng như bông gòn. Và vị đó có thể tác ý đến các tự thân mình đến các cõi phạm thiên, hay là vị đấy sẽ làm cho các cái cõi chư thiên ở rất xa mà trở thành gần. Sau khi chuẩn bị và vị đó quyết định nó hãy ở gần. Ví dụ như vị đấy có thể thấy sắc ở các cõi thiên giới, nghe âm thanh của các cái vị thiên giới với thiên nhĩ, với tâm của mình có thể biết được tâm của chư thiên và tâm của phạm thiên. Thì Đức Phật nên cõi trời 33 bằng cái cách là Ngài thu ngắn cái cõi trời đó lại, một cái khoảng cách từ trên cõi trời cho đến từ mặt đất mà lên đến tầng trời tứ thiên vương chẳng hạn. Ngài có thể đặt một chân lên cõi tứ thiên vương và đặt một chân lên cõi trời đao nợ ngay. Thì cái khoảng cách từ ở cái mặt đất lên đến cõi trời tứ thiên vương nó cao chừng 500 do tuần. Mỗi một do tuần là bằng gần 20 cây số. Nhưng mà với cái bước chân của mình, Đức Phật có thể chỉ bước một bước thôi đã lên đến, có thể lên được đến cái cõi tứ thiên vương rồi. Ngài có thể bước một bước nữa là lên đến cõi tam thập tam thiên bằng 1000 do tuần. Thế thì Đức Phật có thể rút ngắn cái khoảng cách từ xa trở thành gần như vậy, rút ngắn lại. Cho nên Ngài có thể trong một cái thời gian rất là một cái thời gian rất là nhanh, Ngài đã đi được đến cái nơi đấy rồi. Thì cái năng lực này cũng được Ngài Mục Kiền Liên cũng đã sử dụng sau khi mà hóa độ cho hai cái vợ chồng của cái người triệu phú keo kiệt. Thế thì cái hai cái ông bà già, cái ông triệu phú keo kiệt này, thì cái hôm đấy là ông đi vào trong làng nhìn thấy người ta ăn cái bánh rán, mà ông thèm quá, mà ông về không dám nói, mà ông cứ nằm ông ốm ho gầy gò và ngọt hết xương. Ông lên mà trong nhà ông thì rất là nhiều của cả. Xong bà vợ một hôm mới đến hỏi sao ông lại ốm yếu thế này, ông bị bệnh gì à? Mà không, hay là ông buồn bã chuyện gì vua quan mắng chửi ông không, hay là các con làm sao đấy ông chán? Mà không có chuyện gì hả? Thế lúc cái bà bảo hay là ông thèm cái gì? Em nói đến đấy một cái là thì ông mới sửng sốt lên. Thì ông lúc đấy ông mới nói thật là ta thèm ăn bánh rán quá. Mà tại sao ông không nói ra? Tôi có thể rán cho cả cái nàng này, mỗi người cũng người nào cũng được ăn. Mà đừng có nói thế, làm thế là tốn kém. Mà thế thì tôi sẽ chiên bánh cho tất cả nhà chúng ta. Mà đừng có nghĩ đến chúng nó làm cái gì. Mà thế tôi chiên bánh cho tôi với ông Nam nhé. Mà sao lại có bà ở đấy? Mà thế bà bảo vệ thực rồi, tôi sẽ chiên bánh cho mình ông thôi. Nhưng mà phải lên đến cái tầng thứ bảy đấy, tầng cao nhất để đóng kín hết cửa lại, đeo hết nồi nữa, xong chiếc lên đấy rồi rán ở trên đấy. Bà làm y như vậy nên đấy rán bánh. Còn ngày lúc ấy Đức Phật mới biết là hai vợ chồng chỉ có Ngài Mục Kiền Liên mới độ được. Bắt đầu vừa mới rán bánh xong thì Ngài Mục Kiền Liên dùng thần thông lên trên đấy, ngồi ngay trước cửa chỗ xin. Thế là ông này ông chửi mắng,
Ông bảo ngài bây giờ ngài có ngồi kiết đà giữa không, tôi không cho ngài ngồi một cái nhiên ngồi kiết đà giữa không. Bảo bây giờ ngài có mà phun ra lửa phun ra khói tôi không cho. Thì lúc đấy ngài tiền nhiên dùng thần thông phun ra lửa phun ra khói, nên là lúc này ông này cũng sợ quá, tôi cho ngài cho ngài. Nên là khi mà cho hết rồi, lúc đấy cái tâm của ông này ông cũng hết cái tâm bỏ xe này, thế là ông nghe hoàn hỉ, ông dâng cúng hết cái bánh rán đấy, bao nhiêu bánh rán mà ông không cần ăn được ông cúng hết ngày một kiền niên. Thế là lúc đấy ngày một kiền niên biết là ông này đã có cái tín tâm rồi. Thế mình lúc đấy mới bảo là bây giờ chúng ta hãy đi đến hành lễ Đức Thế Tôn. Mà từ cái nhà ông này đi đến chỗ Đức Thế Tôn là một cái khoảng quãng đường rất là xa, khoảng 400 dặm, tức là rất là xa, như vậy có đi tới cả ngày trời cũng không đến nơi. Thế nên lúc đấy mà từ đây đến tịnh xá rất xa, làm sao chúng tôi có thể đi đến nơi được. Thì ngài Mục Kiền Hiền bảo bây giờ ông hãy dựng lấy một cái thang, để cái đầu thang này ở đây và đi đến cái cuối cái chân thang đấy là chúng ta sẽ đến được tịnh xá kỳ viên. Thế mà này ông dựng một cái thang lên, đem hết tất cả bánh vào trong một cái túi, thế là đi cho hai vợ chồng ông đi. Thì khi mà đi đến cuối cái chân thang đấy một cái, thì cái chân thang đấy là đã hạ xuống đến cổng kỳ viên tịnh xá. Và ngài Mục Kiền Hiền và hai vợ chồng này vào và đặt bát cúng dường cho Đức Phật. Thì Đức Phật dùng cái thần thông hóa cái số bánh đấy ra cho Đức Phật và cả 500 vị tỳ kheo có thể dùng. Thì đấy là cái thần thông và có thể biến ở xa mà trở thành ở gần được, dù có một cái khoảng cách rất xa mà. Và vì vậy cho nên là có cái thần thông là có thể với bàn tay vị ấy chạm và rời vào mặt trời mặt trăng. Vị đó có thể ngồi ở dưới, ngồi ở một cái gốc cây nào đấy, nhưng vị ấy muốn vị ấy có thể chạm tay đến mặt trăng mặt trời được. Thì lúc đấy vị đó chỉ để tâm, cái tâm thức vị đó ở cái bàn tay của mình, và vị đó tác ý cái bàn tay của mình giống như cái thức của mình, cái thân thức của mình nó có thể chạm được đến mặt trời mặt trăng được. Vị ấy có thể biến một cái nhỏ trở thành một cái lớn. Đức Phật và Tôn giả Mahabodhana thì vị ấy có thể biến cái thân mình từ cái thân rất nhỏ bé mà trở thành rất to lớn được, hay là biến một cái vật gì đó rất nhỏ thành lớn được. Thì cái thần thông này được thể hiện khi mà Đức Phật muốn hàng phục một vị Long Vương. Thì Đức Phật dùng cái Long Vương ấy, dùng cái thân mình quấn quanh cái núi Tu Di bảy vòng. Thì lúc đấy Đức Phật sai ngài Mục Kiền Hiền là đi hàng phục nó, thì ngài Mục Kiền Hiền lại quấn quanh người nó bảy vòng thôi. Đến khi nó biến ra lửa thì ngài cũng phun lửa, nó phun khói ngài cũng phun khói, cuối cùng ngài hàng phục được nó. Hay là lúc mà Đức Phật đến, lúc Đức Phật mới quyết định đi hóa độ ba nhà ông Ca Diếp, thì khi ngài đến nơi thì ngài xin, thì lúc ấy tất cả cái tịnh xá của ông Ca Diếp là không còn chỗ nào trống. Thì lúc ấy Đức Phật bảo hãy cho ta ở trong một cái thất có cái con lão độc long. Thì lúc đấy ông Ca Diếp bảo tất cả mọi người vào đấy đều bị con độc long nó hại chết. Thì con độc long ấy rất là hung dữ và nó rất là to lớn, một cái con mãng xà rất là to lớn như vậy. Nhưng mà Đức Phật bảo ta sẽ hàng phục được nó. Thế rồi ngài quyết định bảo đợi. Thì khi mà con mãng xà, con độc long nó ra và nó phun lửa, thì lúc đấy ngài dùng thần thông ngài thu phục nó, thu nhỏ nó ra, bỏ vào trong cái bình bát. Và sáng hôm sau thì ngài từ ở trong cái tịnh thất đấy đi ra. Và ông Ca Diếp này cũng rất là kinh ngạc vì một cái năng lực thần thông đã thu phục được cái con độc long và cho nó vào trong cái bình bát của mình. Và cái con độc long này hút hết nọc độc của nó, trở thành một cái con rắn rất là ngoan ngoãn. Hay là cái thần thông đấy có thể biến nhỏ thành cái, biến cái lớn trở thành cái nhỏ, thì một cái rất lớn có thể biến thành cái nhỏ. Thì ở tại cái đảo Tích Na này ở Sri Lanka, một vị trưởng lão là Kunasamuda đã đưa 700 vị tỳ kheo đi khất thực qua biển lớn như vừa bước qua một cái dòng nước xanh. Thì ở đây là có một cái vị trưởng lão rất là nổi tiếng ở đang sống ở trên cái đảo này. Thì một hôm có một vị tỳ kheo, một nhóm vị tỳ kheo khác là 700 vị tỳ kheo
đến cái đảo này để thăm một cái vị tỳ kheo này. Thì cái vị tỳ kheo này có 700 người khách đến, bây giờ là lấy đâu ra cơm để mà tiếp đãi. Mà trong cái khu làng đấy thì dân cư thì thưa thớt ít ỏi, đi khất thực làm sao đủ. Nên là lúc đấy ngài mới dùng cái thần thông của mình, đó là đi đến một cái vùng rất là xa xôi, một cái thành phố rất là xa xôi. Mà nếu mà đi bằng cái đường thường ấy, là phải đi qua một cái biển lớn, qua một cái biển đại dương rất là lớn. Thế là mọi người hôm đấy đi khất thực, và ngài dẫn mọi người đi khất thực thì đến một cái thành phố đó rất là tráng lệ, và mọi người đều ngạc nhiên. Sau khi mà khất thực xong, trên đường trở về thì mọi người bảo hôm nay chúng ta đi khất thực ở đâu nhỉ? Thế có người bảo là chúng ta đã đến một cái thành phố này, mà thành phố này cách cái đảo Tích Na này rất xa, là chúng ta làm sao có thể vượt qua được một cái đại dương mênh mông. Thì lúc đấy những cái vị khác bảo là thế các ngài không nhớ là chúng ta đi khất thực có bước qua một cái dòng suối phải không? Bảo đúng rồi, nhưng mà chúng tôi có bước qua một cái con suối nước trong vắt, nhưng mà nó là suối chứ không phải là biển. Và lúc đấy các vị mới nói rằng là một cái bậc làm chủ được tâm thì có thể biến được cái lớn thành cái nhỏ, có thể biến được cả một cái biển lớn thành một cái dòng suối nhỏ mà một người có thể bước qua được. Đấy là cái năng lực thần thông của một cái vị tỳ kheo, một vị trưởng lão Kunasamudana. Và có thể làm cho những cái ở gần, làm cho cái ở gần trở thành ở xa. Là cái trường hợp là ở gần nhưng mà vị đó có thể biến cho nó thành xa. Như là khi sát nhân Angulimala đuổi theo Đức Phật thì ngài dùng thần thông là biến cho cái gần thành cái xa. Cho nên là ngài cứ đi ung dung tự tại, nhưng mà cái người kia cứ chạy mãi mà không đến nơi. Đấy là một cái bình thường cảm thấy vị đó cảm thấy không hiểu được tại sao mình chạy nhanh như thế này mà người kia thì đi rất thong dong tự tại mà mình không đuổi kịp tới nơi, đuổi đến kiệt sức mà không tới nơi. Thì đấy là lúc đấy Đức Phật dùng thần thông khiến cho một cái ở gần trở thành ở xa. Và có thần thông thì làm cho nhiều trở thành ít, trở thành nhiều là ít. Như Tôn giả Kassapa, ngài đi khất thực gặp 500 người nữ đang đi dự hội, cúng dường lại một, mỗi người cúng dường một cái bánh đa, một cái bánh mặt trời, ngài cho tất cả vào một cái bình bát. 500 cái bánh đa nó rất là to, nhưng mà thì lúc đấy ngài phải dùng cái thần thông để thu nhỏ lại, cho tất cả vào một cái bình bát ấy. Để Đức ngài mới về dâng đến Đức Phật và chư tăng để tất cả mọi người đều dùng được. Và đôi khi cũng có thể biến ít trở thành nhiều. Có những trường hợp là biến một rất ít trở thành nhiều. Nhưng là đấy, Tôn giả Ca Diếp Kassapa đang đi phát thực, ngài nhập định 7 ngày 7 đêm rồi sau đó đi đến nhà một cái người rất là nghèo của cái thành ở một cái nơi đấy và phát thực. Thì cái người vợ chủ nhà cái cúng dường ngài một bát cháo chua. Thì cái nhà nghèo trên bà này nấu bát cháo chua định dâng cho ông chồng. Thì khi mà ngài các Sapa đến thì bà cúng một cái bát cháo này cho ngài, thì ngài mang về và dâng lên Đức Phật. Thì lúc đấy Đức Phật đã dùng cái thần thông là biến một cái bát cháo đấy ra rất nhiều cháo, khiến cho Đức Phật và cả một cái hội chúng tăng 500 người cũng có thể ăn được. Chỉ một bát cháo ngài có thể biến ra được như vậy. Vì sau 7 ngày sau thì người thí chủ đó trở thành một cái nhà triệu phú. Đấy là cái công đức của cái sự cúng dường đến một cái vị tỳ kheo mà vừa mới xả ra khỏi thiền diệt. Suốt 7 ngày 7 đêm nhập thiền diệt bị xả ra. Thì cái người cúng dường cho một người, một cái vị tỳ kheo như vậy, một cái người mà vừa mới xả ra thiền diệt như vậy, thì sẽ có cái quả báo nó sẽ trổ ngay lập tức, trổ trong từ 1 ngày đến 7 ngày. Thì có thể biến nước sông thành bơ. Đây là những cái trường hợp là có thể vị đó có thể biến ra nước, và vị đó có thể biến nước đó thành những cái chất mà nó có màu, có mùi, có vị mà có thể sử dụng được, có thể ăn uống được. Nên là cũng ở trên đảo Tích Nam có một vị trưởng lão Amuna
Một hôm nay đó đến thăm các vị trưởng lão, mình thấy các vị trưởng lão ngồi bên bờ sông hàng để ăn, để thọ thực. Và trong cái bữa ăn chỉ có mỗi cơm trắng thôi, không có những cái món gì ăn kèm theo. Có rất đông các vị tỳ kheo hàng ngày ăn cơm với một cái sự kham khổ như vậy. Thì cái vị trưởng lão này rất là xúc động, vì đó mới quyết định biến cái nước sông này thành bơ, một cái loại bơ rất là ngọt, ngon, thơm. Mà vì đó sai các vị sa di, các vị chú tiểu là cứ đến cái giờ, đến giờ ăn thì ra sông Hằng và lấy nước về dâng cho các tỳ kheo. Thì khi mà lấy nước mà dâng đến các tỳ kheo thì nước nó chuyển thành bơ, và các vị tỳ kheo đó có thể ăn cơm với bơ ngọt này. Và trưởng lão này bị quyết định cho cái việc này nó diễn ra liên tục trong 3 tháng như vậy. Suốt thời gian là 3 tháng ăn cư. Thì ngày nào mà cứ đến cái giờ thọ thực ấy, là mọi người có thể ra lấy nước về, và cái nước ấy nó sẽ biến thành bơ. Đây là một cái vị mà có thể biến ra nước, nhưng vị nó muốn biến nước này hãy trở thành nước ngọt thì nó sẽ trở thành nước ngọt. Biến nước này trở thành nước chua thì nó trở thành nước chua, vì nó biến được ra nước, và trong đó vì nó có thể điều chỉnh được cả màu, cả mùi và cả vị của cái nước đấy. Cho nên là một người khác có thể thọ dụng được. Vị ấy có thể tự thân đi đến cõi Phạm Thiên. Muốn tự thân mình phi hành trong hư không thì vị ấy phải nhập xuất ra một cái tầng thiền nào đó, tầng thiền căn bản. Thì cái tầng thiền căn bản cho vị đấy đi, vị ấy có thể phi hành nhanh chẳng hạn, vị ấy có thể nhập vào một cái tầng thiền như là Kasina gió, hay bất cứ một cái tầng thiền nào mà vị đó thuần thục nhất, gọi là tầng thiền căn bản. Cũng có nghĩa là một cái tầng thiền mà vị đó thuần thục nhất. Ví dụ những người nào người ta hay thực hành thiền Kasina trắng, người ta sẽ nhập vào cái Kasina đó và người ta suốt ra khỏi cái thiền mà người ta quyết định, và người ta sẽ thành tựu được đến đó. Vì đó muốn tự cái thân mình đi đến cõi Phạm Thiên thì vị đó phải tác ý chuyển cái tâm mình phù hợp với thân, làm cho thân, làm cho tâm chậm lại cho giống thân. Vì đó phải làm vì cái tâm thì bao giờ nó cũng rất là, nó rất là vi tế và nó rất là nhạy bén và nó rất là linh hoạt. Còn cái thân thì nó trì trệ hơn. Vì đó bây giờ muốn đưa được cái thân này đi thì vì đó phải đưa cái tâm lên trên thân, vì đó làm cho cái tâm của mình nó chậm chậm lại giống như cái thân ấy. Và sau đó vị đó làm cho thân nhẹ như tâm, cho thân và tâm nó hòa hợp với nhau rồi, vị đó có thể tác ý, tức là vị đó tác ý đến cái sự an lạc và sự xả cũng là nhẹ. Nhập ở trong cái tứ thiền nó có cái sự có cái nạc của tứ thiền, nó có cái xả của tứ thiền đấy, cái đó là cái sự nhẹ nhàng khinh an đấy. Sau đó vị đó tác ý làm cho cái thân tâm của mình nó được nhẹ nhàng khinh an như vậy, nó nhẹ lên như bông rồi. Vị ấy có thể từ cái thân thể nặng nề này có thể phi hành đi ở trên hư không, và vị ấy có thể đi đến các cõi chư thiên và cõi Phạm Thiên. Vị ấy có thể đi với một cái thân xác hữu hình, đi với bốn cái thân này cũng được, hoặc là vị ấy có thể hóa ra một cái thân khác, đi bằng một cái hóa thân thân hình, và vị ấy có thể bay theo gió. Vị ấy có thể đi nhanh hay đi chậm, đi bằng cái thân có hình hoặc là đi bằng cái thân tản hình, đi hữu hình hoặc là đi bằng cái thân vô hình đều được, đều để theo ý muốn của vị đó. Đó là tự thân đi đến cõi Phạm Thiên. Thì cái lúc mà cái thần thông này thì có được ngài Mục Kiền Liên ấy, là ngài hay sử dụng nhiều nhất trong các cái đệ tử của Đức Phật. Thì ngài Mục Kiền Liên là một cái bậc có thần thông đệ nhất, tức là một cái người mà có thể sử dụng thần thông một cách nhạy bén nhất, linh hoạt nhất và có hiệu quả nhất, và cái thần thông của ngài có cái uy lực lớn nhất. Cho nên là ngài Mục Kiền Liên ngài thường dùng thân của mình, ngài đi đến các cõi thiên giới, ngài đi đến các cõi trời, và ngài có thể tiếp xúc với các vị chư thiên rồi ngài hỏi vì cái nguyên cớ gì mà vị này mà ngài được sinh lên cái cõi thiên giới đó, tại sao, nguyên nhân gì? Thế thì tất cả những vị chư thiên đấy đều nhớ được cái nghiệp mà mình đã tạo trong cái lúc ở nhân gian, thì có nghĩ sẽ trình bày lên
các cái vị chư thiên đấy sẽ giải cho ngài, sẽ trả lời những cái câu hỏi, những cái thắc mắc của ngài, sẽ nói đến những cái hành nghiệp của mình đã tạo lúc ở nhân gian. Họ có người thì nói ở nhân gian vì con đã từng giữ giới, có người thì nói là vì con đã bố thí, có người thì nói rằng là vì con đã có cái sự cung kính đến các bậc đáng kính, các bậc trưởng lão, có người thì nói là vì cái công đức của con là cái sự phục vụ, có người thì nói là vì cái công đức của sự tu tập hành thiền. Mỗi người có những cái hạnh nghiệp khác nhau, và sau đó ngài trở về nhân gian thì ngài thuật lại những cái điều đó, giống như ngài là một cái bậc, ngài về nhân gian ngài giảng pháp thì ngài đem những cái điều đó ra, ngài kể lại cho mọi người nghe, thì mọi người khi nghe cái chuyện đấy thì người ta rất hoan hỉ, người ta làm phước. Hoặc là có khi ngài tiếp xúc với những cái hàng ngã quỷ thì ngài cũng hỏi những cái người ta là tại sao, nguyên nhân gì mà phải sinh làm ngã quỷ. Thì những cái ngã quỷ thì người ta mới nói ra vì những cái bất thiện nghiệp của họ đã làm lúc còn sống, lúc ở nhân gian. Những người thì đã tạo cái ác nghiệp này, người đã tạo cái ác nghiệp kia, cho nên là sau này khi mà kết tập kinh điển lại, có cả một cái bộ kinh gọi là Thiên Cung Sự, những chuyện ở thiên giới đều liên quan đến cái tích ngày Mục Kiền Liên đi lên cõi trời. Và ngã quỷ sự là những cái tích chuyện liên quan đến ngã quỷ. Ở trong tiểu bộ kinh cũng có những cái bài kinh, những cái phẩm về Thiên Cung Sự, ngã quỷ sự, thì là đều nói về đến cái chuyện của ngày Mục Kiền Liên đã lên các cái cõi thiên giới. Đấy được gọi là, thì những cái năng lực thần thông như vậy thì được gọi là những cái năng lực gọi là túc mạng thông, túc à những thần túc thông. Tất cả những cái năng lực thần thông như vì đó có thể bay trên hư không nữa, thì có thể biến hóa những cái năng lực thần thông đấy thì gọi là thần túc thông. Đấy là cái pháp thần thông thứ nhất. Và đến cái pháp thần thông thứ hai được gọi là thiên nhĩ thông. Pháp thần thông này với cái tâm định tĩnh thuần tịnh trong trắng không cấu uế, đã trở nên nhu nhuyễn để sử dụng vững chắc và đã đến bất động, vị ấy dẫn tâm hướng tâm đến thiên nhĩ giới, đến như vị đấy luôn. Thì cái vị này với cái tâm định tĩnh thuần tịnh đấy là cái vị đó phải nhập vào trong tứ thiền, phải nhập vào trong một cái tầng thiền đấy, căn bản đó là tứ thiền. Thì khi xuất ra khỏi tứ thiền thì cái tâm đấy là cái tâm định tĩnh, tâm thuần tịnh, tâm trong sáng, tâm không cầu uế, nhu nhuyễn dễ sử dụng vững chắc, bất động. Thì cái tâm đấy vị mới có thể dẫn tâm và hướng tâm đến thiên nhĩ giới. Đấy, với thiên nhĩ thuần tịnh siêu nhân, vị ấy nghe cả hai loại âm thanh chư thiên và cõi người ở xa và ở gần. Đấy là với cái thiên nhĩ thì vị ấy có thể nghe được những âm thanh ở xa. Cho nên là những người mà thực hành thiền, lúc mà thực hành các cao sinh á thì vị ấy phải có cái, có một cái ước đó là mở rộng ánh sáng. Vì đó phải mở rộng cái ánh sáng này ra khắp cõi nhân gian này, rồi sau đó vì đó phải mở rộng cái ánh sáng này ra khắp cõi, các cái cõi nhân, các cái thế giới khác, mở rộng ra hết thế giới này thế giới khác, khắp vũ trụ vô biên không cùng tận. Nếu như vị đấy mở rộng được cái ánh sáng của mình tới đâu thì sau này khi mà thực hiện các cái pháp thần thông, vị ấy sẽ có thể thành tựu được những cái pháp này như là thiên nhãn, thiên nhĩ này. Vì lúc đấy vì nó có thể mở rộng cái ánh sáng của mình ra và nghe được những âm thanh của những chúng sinh ở những cái nơi rất xa. Với cái thiên nhĩ ở đây có nghĩa là tai của chư thiên. Vì chư thiên có thiên nhĩ nhạy bén, thiên nhĩ của chư thiên là do quả của nghiệp, những cái nhiều thiện lành phát sinh, do nên có thể nghe được những âm thanh ở rất xa. Thiên nhĩ ấy cũng có thể phát sinh lên một người có sự tu tập thiền định và làm chủ được tâm. Thì và ở cái thiên nhĩ của cái nghe chư thiên thì người ta có cái sắc vi tế, người ta không bị chướng ngại bởi cái thân, bởi cái thân phàm, bởi cái thân tứ đại thô này, mà cái thân tứ đại của họ rất vi tế, cho nên là cái tai của họ rất là tính, họ có thể nghe được những âm thanh ở xa. Thì một cái người hành thiền khi mà đạt được đến cái tâm thanh tịnh, cái tâm thanh tịnh thì
từ cái tâm thanh tịnh đấy, vị ấy có thể tác ý nghe những âm thanh ở xa, giống như là tai của chư thiên này. Nhưng mà vị đó không nghe bằng tai. Chư thiên thì có người ta nghe bằng tai, cho nên gọi là thiên nhĩ. Nhưng mà cái vị mà thực hành thiền ấy, mà có muốn nghe được những âm thanh ở xa, thì vị ấy nghe bằng ý chứ không nghe bằng tai, cho nên gọi là thiên nhĩ trí. Nó khác, ở chư thiên thì gọi là thiên nhĩ thôi, nhưng mà cái người mà có phát triển được thần thông này thì gọi là thiên nhĩ trí, tức là cái tuệ hay là cái trí hay là cái ý thức, nó có thể nghe được những âm thanh ở xa, nghe bằng ý chứ không phải là nghe bằng tai. Cái tai của mình có thể nghe được tí không, nhưng mà cái ý của vị đó thì có thể mở rộng đi phát xa. Vì lúc cái vị nó nhập thiền, vì đó xuất thiền thì cái tâm nó vẫn ở trong định, vì nó mới nghe được những âm thanh ở xa. Thuần tịnh là sự trong sạch không có câu uế ở thiên nhĩ. Siêu nhân là nghe được những âm thanh ở rất xa và vi tế vượt quá phạm vi của con người. Thì muốn thực hiện được một cái pháp này thì vị đó cần nhập thiền và xuất ra khỏi thiền căn bản. Thiền căn bản ở đây là một cái tầng thiền mà vị đó thuần thục nhất. Rồi công việc chuẩn bị là vị đó tác ý đến những âm thanh thô ở trong tầm tai có thể nghe thật. Đầu tiên là vị đấy nhập thiền, sau đó vị đó xuất thiền, sau đó vị đó nghe những tiếng động của gió thổi này, những tiếng động của ếch nhái nó kêu này, những tiếng động của xe cộ ở bên ngoài, nghe những âm thanh ở trong tầm tai của mình, nghe được bất cứ tiếng động của các cái loài hữu tình vô tình đều được. Rồi vị đấy tác ý đến âm thanh nó vi tế hơn, nên dần dần vị đó tác ý đến cái âm thanh nó vi tế, những âm thanh thô là những âm thanh to, sau đó phải cố gắng nghe những âm thanh nhỏ hơn đấy. Những âm thanh vi tế đấy, từ ở xa cho đến gần thì nó tác ý thế đến mười phương. Vì đó đầu tiên là bắt đầu nghe những âm thanh ở phương đông đó, bắt đầu mở rộng dần dần rồi, xong rồi lại đưa cái tâm mình nghe đến những âm thanh ở phương tây, rồi nghe những âm thanh ở phương nam, ở phương bắc, ở đông bắc, tây nam, ở tây nam, đông bắc, ở phương trên, phương dưới, nghe những âm thanh dần dần. Đầu tiên là những âm thanh có thể nghe được với tai, thường là nhưng chúng đặc biệt rõ ở trong định cho việc chuẩn bị với thiên nhĩ. Thì cái lúc mà mình có mở rộng cái âm thanh để nghe với âm thanh ở trong tai, thì lúc mà nghe ở tai thì nó chưa thành thiên nhĩ thông, mà lúc đấy nó mới chỉ là đang nghe một cái sự nghe thông thường. Và vì đó đang nghe đấy là mới là cái bước chuẩn bị cho thiên nhĩ. Vị ấy đắc thiên nhĩ khi mà cái lúc mà vị đó lắng nghe như vậy, nhưng mà vị đó đạt được đến cái sự nhất tâm về cái sự lắng nghe đấy, thì vị đó bắt đầu sinh, nó sẽ phát triển thành một cái định an chỉ của thiên nhĩ. Khi vị ấy tác ý, bây giờ thiên nhĩ sắp sinh khởi. Và lúc đấy khi mà cái sự lắng nghe nó đạt được, nó nhập tâm, cái ý thì bắt đầu một cái ý môn hướng tâm nó khởi lên. Thì cái lúc đầu là nghe chỉ có nghe bằng cái nhĩ thức, mà cái lúc này là cái ý thức nó khởi lên, một cái ý môn hướng tâm nó khởi lên, nó bắt lấy một cái âm thanh nào đấy là đối tượng. Và tiếp theo đó là các cái tốc hành chuẩn bị vận hành vận chứng truyền tập và an chỉ. Lúc đấy là lúc đầu là nghe bằng tai, nó chưa là thiên nhĩ. Khi nó nghe bằng ý thì rồi cái ý nó bắt được cái âm thanh đấy là ý môn, rồi là chuẩn bị vận hành vận chứng an chỉ và đạt được một cái sự nhất tâm ngang với tầng thiền. Và cái tầng thiền mà nghe âm thanh đấy là tương đương với tứ thiền, thì cái trạng thái đấy là trạng thái của thiên nhĩ nó sinh khởi khi vị đó đạt đến cái định an chỉ. Và cái đối tượng của cái định an chỉ đấy là âm thanh, và lúc đấy vị đó thành tựu được thiên nhĩ trí. Và bắt đầu khi mà thiên nhĩ nó khởi lên rồi, vị đó mở rộng cái âm thanh đấy ra, vị đó mở rộng là âm thanh hãy nghe được này. Thêm ở những cái âm thanh ở gần này, rồi ở xa hơn nữa, vì nó hướng tâm đến là hãy nghe những âm thanh ở cái làng bên, ở cái xã bên, ở cái tỉnh bên, và rồi vì nó hướng đến những cái âm thanh ở cõi thiên giới, để nghe những chư thiên đang nói chuyện này, vì nó muốn nghe cái gì thì vì nó nghe được cái đấy, vì nó nghe người ta nói chuyện gì, thì nó nghĩ là bây giờ mình hướng về một cái người rất là xa này, xem họ đang nói chuyện gì.
vị đó chỉ nghĩ đến cái một đối tượng đấy thôi, thì vị đó chỉ nghe được âm thanh của đối tượng đấy thôi. Vị đó tác ý là ta sẽ nghe nhiều âm thanh thì vị đó nghe được nhiều âm thanh. Vị đó chỉ hướng tâm đến cõi chư thiên thì nghe chư thiên nói chuyện thôi thì vị đó nghe được. Hoặc là vị đó hướng cái thiên nhĩ của mình xuống địa ngục xem là dưới địa ngục nó có những âm thanh gì thì vị đó nghe được những âm thanh ở dưới địa ngục. Đấy, gọi là nghe được những âm thanh của chư thiên và loài người. Đấy, và vị đó có thể nghe được ở xa mà ở gần, ở rất xa mà ở rất gần. Đấy là cái khả năng của thiên nhĩ. Đấy, thiên nhĩ là vị đó nghe được những âm thanh ở xa, nhưng mà có những âm thanh mà người khác người ta nói, ví dụ vị đó đang ý là mình hãy mở rộng cái thiên nhĩ này sang Trung Quốc, nhưng mà nghe vị có nghe không? Nghe được, người ta cứ nói chỉ xài chỉ hồ ấy, nhưng mà vị đó sẽ không hiểu được. Vị đó vẫn nghe được âm thanh, kể cả những cái ngoại ngữ người ta nói bằng những ngôn ngữ khác, bằng cái khẩu dân khác, vị đó nghe được. Nhưng mà cái thiên nhĩ nó không có hiểu, nó không phải là cái trí để hiểu được cái ngôn ngữ là cái người kia đang nói gì, mà cái thiên nhĩ là cái trí nghe được cái tiếng động. Vậy thì tiếng động nó ở bất cứ đâu vị đó cũng có thể nghe được. Đấy, cái khả năng của thiên nhĩ là thế, nghe được những tiếng động đó. Vị đó mở rộng thiên nhĩ, sau khi mà đắc thiên nhĩ rồi thì thiền giả phải mở rộng nó ra từ gần đến xa bằng một ngón tay. Đấy. Rồi sau đó bằng trong một tầm tay, bằng hai ngón tay, bốn ngón tay, tám ngón tay, một sải tay, một phòng ở bên ngoài, khu nhà, khu làng, cho đến khắp thế giới và xa hơn nữa. Vì anh muốn nghe âm thanh gì thì nghe được âm thanh ấy, dù âm thanh có người hay có chư thiên và âm thiên, để vì nó có thể mở rộng được cái ánh sáng, phải mở rộng từ từ. Khi vì nó mới có thiên nhĩ mà vì đó lại có cái tâm tham hướng đến một nơi thật xa một cái, thì cái lúc đấy cái tâm nó chưa quen, nó chưa thuần thục, thì là nó sẽ bị rớt ra khỏi thiền này. Vị đó bị rớt thiền này, cho nên vị đó phải mở rộng một cách từ gần đến xa, từ gần đến xa. Chứ vị đó không được đi xa, đi một cách nhanh bụp một cái là vị đó sẽ bị rớt thiền. Giống như là một cái người mới tập đi, một đứa trẻ mới tập đi, nó cứ chập chững nó đi, khi nó khỏe mạnh rồi thì bắt đầu nó mới chạy được. Chứ một cái đứa mà nó chưa bao giờ biết đi, nó đứng lên chạy đi, chạy cái nó té ngay, ngã ngay lập tức. Thế thiên nhiên vị đó phải mở rộng từ dần dần như vậy. Đấy là cái cách vị đó có thể mở rộng được thiên nhĩ, nghe được những âm thanh ở xa. Thì khi xưa mà Đức Phật rất là hay dùng thiên nhĩ và có thể nghe được những cái vị tỳ kheo khác và bàn luận những cái chuyện gì, dù là ở bất cứ đâu bàn luận được chuyện gì. Hay là bây giờ mình có nói cái chuyện gì, nói cái gì mà một cái người mà người ta có thiên nhĩ người ta cũng nghe được. Dù mình có nói cũng nói trộm chuyện gì, nói chuyện bí mật gì, thì người có thiên nhĩ người ta sẽ nghe được hết. Nhưng bây giờ thì người ta không có thiên nhĩ thì người ta sử dụng ra được cái máy nghe trộm này. Người ta gắn những cái mic nhỏ xíu, người ta nghe trộm được người khác nói chuyện gì. Cái loại thần thông nữa là tha tâm trí. Vị ấy dẫn tâm hướng tâm đến tha tâm trí. Với tâm của mình, vị ấy có thể biết được tâm của chúng sinh khác, của người khác và hiểu chúng như sau. Vị ấy biết tâm có tham, tâm không có tham, tâm có sân, tâm không sân, tâm có si, tâm vô si, tâm có chấp hiệp, tâm tán loạn, tâm cận hành, tâm đại hành, tâm không đại hành, tâm vô thường, tâm không vô thường, tâm định tĩnh, tâm không định tĩnh, tâm giải thoát và tâm không giải thoát. Muốn thực hiện được cái thắng trí về tha tâm thông này thì cái vị thiền sinh đấy cũng phải thực hành xong cái thắng trí về thiên nhãn. Tức là cái năng lực thần thông để muốn biết được tâm người khác thì vị đó phải thực hành được thiên nhãn trước rồi thì mới thực hành được cái tâm này. Sau đó vị đấy nhập vào xuất thiền căn bản của thiên nhãn là cái thiên ánh sáng rồi, vị đó mới hướng cái ánh sáng của mình đến cái bùng trái tim của người khác. Nên là bây giờ muốn biết được người khác có cái tâm như thế nào, tức là mình phải nhìn được vào trong tim của người ta. Nhìn được vào trong tim là dùng cái thiên nhãn nhìn sâu vào trong cái trái tim đấy, nó có những cái, và vị đó chú ý vào cái màu máu ở trong trái tim đấy.
mà vị đó để ý xem cái màu máu trong trái tim nó thay đổi. Nếu tâm có hỉ thì cái màu máu nó đỏ như trái chung chín ý. Trái chung chín nó đỏ tím. Nếu tâm có ưu thì cái màu máu ấy, ở trong tim nó sẽ đen lại, nó hơi đen lại thì. Nếu tâm mà có định thì cái màu máu nó như dầu mềm bóng. Nếu mà tâm mà định tính ấy, vân vân, vì đó chú ý đến cái màu máu. Rồi sau đó vị đó mới tác ý đến cái tâm của người đó. Tha tâm trí là tâm được củng cố vững chắc rồi. Thì đấy là cái bước đầu tiên, cái bước chuẩn bị để phát triển được cái tha tâm trí, là vị đó sử dụng thiên nhãn là nền tảng và quan sát. Nhưng lúc đầu tiên mình muốn biết được tâm người khác rất là khó, không biết được. Thế là phải dựa vào cái nơi mà cái ý thức của cái vị đó nương trú. Thì đó là ở trong tim nó có một cái lỗ hổng, nó bé tí xíu bằng cái hạt đỗ này, bé tí xíu, và trong đấy nó chỉ có một giọt máu rất là nhỏ bé. Cái chỗ đấy là cái ý thức nó nương trú, thì vị đó phải hướng tâm được vào thấy được đúng cái máu ở trong giữa vùng tim đấy, và phải quan sát được cái máu đấy nó thay đổi, và vị đó mới nương vào cái căn cứ vật lý đấy mới biết được cái tâm của vị đó. Ngay sau là vị đó nương vào cái màu đấy, vị đó thấy được cái máu mà nó đang đỏ tươi thì biết cái người này đang có cái tâm hoan hỉ. Bắt đầu mới nương vào đấy, vị đó mới biết được cái tâm của người kia là tâm có hỉ hay là tâm không có hỉ, tâm có yêu hay tâm không có yêu, tâm có định hay tâm không có định. Thì cái bước đầu thì vị đó làm như vậy. Mà khi nào vị đó đã thấy được tâm của người khác rồi, khi thấy được tâm của người khác rồi, tức là vị đó đạt, thì là vị đó đạt được cái tha tâm trí rồi, thì vị đó mới đạt được cái tha tâm thông. Thì khi mà đạt được cái tha tâm thông rồi thì vị đó không, thì vị đó sẽ biết được tâm của người khác. Có một khởi lên một suy nghĩ gì là vị đó biết ngay khi thành tựu được tha tâm thông rồi. Thế tức là cái bước này là chỉ là cái bước khởi đầu, lúc ban đầu là phải nương vào trái tim để thấy được tâm. Và khi đã thấy được tâm rồi thành, thì lúc đấy nó mới thành tựu được cái gọi là cái tha tâm thông. Khi mà thành tựu được tha tâm thông rồi thì lần sau vị đó không cần phải hỏi nữa, vị đó chỉ hướng vào tâm người đó là biết được tâm người đó đang nghĩ gì. Thế thôi. Và cái khả năng của cái tha tâm thông thì chỉ biết được tâm có tha hay là tâm có sân hay tâm có si. Vì đó, vị đó bây giờ cái người có tha tâm thông người ta biết này, thì cái người này đang khởi lên cái tâm tham này, thì là vị đó biết ngay. Cái người nào mà đang khởi lên tâm sân thì vị đó chỉ hướng tâm đến tâm người đó biết là vị này đang sân, đang ghét ai. Đang ghét ai thì nó có cái hình ảnh của người đó nó hiện ra, người này đang ghét người này, vị đó biết. Vị này đang tham cái gì thì vị đó biết, tham sắc hay là tham thanh hay là tham hương hay tham vị hay tham xúc. Thì cái người có tham tâm trí, người ta nương vào cái tâm người kia, người ta biết là vị đó đang tham cái gì, đang sân hay đang sân những cái gì, sân với người nào, người này người kia. Đang có tâm si, tức là si cái gì, si phóng dật hay là si hoài nghi, thì vị đó mới biết, chỉ biết được si thế, si phóng dật, si hoài nghi. Tâm không tham thì vị biết được tâm không tham, tâm không sân, tâm không si. Tức là lúc mà có các cái tâm thiện nó khởi sinh lên, nó vô tham, vô sân, vô si. Cái tâm mà không có tham sân si đấy thì là cái tâm đấy là những cái tâm thiện, những cái tâm thiện là dục giới hoặc là sắc giới hay là vô sắc giới hoặc là tâm thiện siêu thế, nó khởi lên vì nó biết là các cái tâm đấy nó khởi lên. Tâm trật hẹp thì là cái tâm mà hôn trầm tụy miên, tâm tán loạn là cái tâm mà phóng dật, tâm đạt hành là các tâm thiện sắc giới và vô sắc giới, tâm không đạt hành là cái tâm dục giới. Tâm cao thượng tức là tâm siêu thế, tâm không cao thượng là tâm hiệp thế, tâm định tĩnh là tâm cận hành và định an trị, tâm không định tĩnh là tâm không có định, tâm giải thoát là tâm siêu thế, tâm không giải thoát là tâm hiệp thế. Một người thành tựu được tha tâm trí thì biết được tất cả các loại tâm như vậy. Vậy thì một cái người có tha tâm trí người ta biết được. Ví dụ như là khi Đức Phật thành Phật thì các cái vị chư thiên ấy, người ta có những vị chư thiên có tha tâm trí, họ biết được Đức Phật đã thành Phật. Còn những vị chư thiên không có tha tâm trí, họ không biết được Đức Phật đã thành Phật. Ví dụ khi mà Đức Phật đi ở trong nhân gian, người ta gặp Đức Phật, người ta có biết ông này là Phật không? Không ai biết, chỉ trừ những người có tha tâm thông mới biết, người không có tha tâm thông không biết. Các vị chư thiên người ta không có tha tâm thông, người ta không biết vị này là Phật. Nhưng vị nào có tha tâm thông thì biết đây là Đức Phật.
Rồi các vị chư thiên người ta có tha tâm thông thì người ta biết được khi Đức Phật khởi lên cái ý muốn gì là người ta biết rồi. Khởi lên bất cứ một cái ý muốn, muốn mong muốn một cái điều gì thì họ cũng biết được điều đó. À, còn những vị mà không có tha tâm trí thì họ không biết được điều đó. Ví dụ như Đức Phật lúc mới hành đạo trong 49 ngày đêm mà cái chưa ăn gì, lúc ấy có hai vị có hai cái vị bùn hay buồn đấy, người ta mang bánh và nước ngọt đến cúng nhà Đức Phật. Trên lúc đấy Đức Phật chỉ khởi lên một cái ý như thế này, các vị Phật chỉ nhận đồ ăn khi nào có bình bát. Khi nào có bình bát thì lúc đấy ta mới nhận vật thực. Thì mới khởi lên cái ý như vậy thôi thì tứ đại thiên vương, bốn vị vua trời ở bốn châu thiên hạ đã biết ngay là ngài đang cần bình bát. Thế là mỗi vị mang đến một cái bình bát. Thế là vị Phật, một vị Phật không thể dùng quá nhiều bình bát một lúc. Thì lúc đấy ngài mới biến bốn cái bình bát thành một. Ngài dùng thần thông này hợp bốn cái lại với nhau. Đến là ngài khởi lên cái tha tâm trí như vậy. Hay là lúc ấy Đức Phật khởi lên cái tâm mà lúc đấy ngài muốn độ chúng sinh, nhưng mà ngài khởi lên cái tâm là chúng sinh quá là khó giáo hóa. Ngài quan sát cái tâm chúng sinh này, chúng sinh quá tham dục, cái tâm tham dục của chúng sinh quá sâu nặng, mà cái pháp của ta là pháp ly dục, cái pháp này quá cao siêu. Nếu bây giờ ta mà đi thuyết pháp ta sẽ rất là mệt mỏi. Nếu bây giờ ta mà nhập niết bàn ta sẽ rất là an tịnh, ta sẽ rất là hạnh phúc. Ngài khởi lên tâm như vậy thì vị Phạm Thiên Samadhi biết ngay lập tức. Ngài mới suy nghĩ như vậy, Phạm Thiên Samadhi ngay lập tức xuống nhân gian và thỉnh ngài là bạch Đức Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn xin ngài hãy thuyết pháp, ngài hãy vì lợi ích, vì hạnh phúc cho chư thiên và nhân loại, xin ngài hãy thuyết giảng đạo pháp để làm lợi ích cho chúng sinh. Có những chúng sinh tham dục nặng nhưng cũng có chúng sinh tham dục nhẹ, có chúng sinh cấu uế nhiều, có chúng sinh có cấu uế ít, có những chúng sinh có đủ trí tuệ để nghe được giảng pháp này, xin ngài thuyết pháp. Và lúc đấy Đức Phật im lặng nhận lời, và lúc đấy Đức Phật cũng quan sát biết được cái tâm tính của chúng sinh. Có những người có thể giác ngộ được và nó vẫn là quyết định thuyết pháp, thì cũng là đấy gọi là cái tha tâm thông. Và một cái người khác có thể biết được tâm một người khác thì khởi lên một cái ý nghĩ gì có những vị có cái tha tâm thông người ta biết ngay. Nhưng trước có những cái vị, có một vị tỳ kheo này, có một nhóm vị tỳ kheo này đang tu, đang tu tu thiền ở trong một cái quả núi, và có một cái người cư sĩ, cái bà này bà là một người, bà là một tín nữ và bà nguyện hộ độ cho các tỳ kheo này. Trong nhóm tỳ kheo này tu thiền định trong 3 tháng ăn cư, thì các vị tỳ kheo này lúc đấy là chưa có đắc thiền, là chưa có đắc đạo quả, và các vị đấy cứ khởi lên một cái tâm gì, ví dụ có một cái vị hôm nay ta thèm ăn chua quá, khởi lên tâm như vậy, hôm sau là có canh chua đến cúng nhà ngài, hôm nay ta thèm ăn cà ri quá, ngày mai có cà ri đến cúng nhà ngài, cứ khởi lên một cái ước muốn gì, ta thèm ăn ngọt là có ngọt, thì mọi người kinh trợ rồi không dám tu ở đấy nữa. Và sau cái bà này bà biết được ý nghĩ của mình, và mọi người chạy hết về Đức Thế Tôn, chúng con không dám tu ở đấy nữa. Và tại sao? Và vì cái bà này cứ chúng con nghĩ gì bà cũng biết, nhưng chỉ sợ nghĩ một cái ý xấu thì bà biết nên không dám tu. Thế là Đức Phật bảo thế cao có cảm thấy tu ở đấy có tiến bộ không? Đã có tiến bộ, vì vậy cho con chúng con không dám nghĩ xấu chuyện gì cả. Đấy, cho nên bảo vậy cao phải đến đấy để tu tiếp. Thì cái vị đấy lại tiếp tục trở lại và tu 3 tháng đấy thì tất cả đều trở thành A La Hán hết, bởi vì cái bà này bà có tha tâm thông, ai nghĩ gì bà cũng biết. Cho nên là bây giờ ai mà có cái nghĩ gì xấu là cái người tha tâm thông người ta biết hết, các vị chư thiên người ta có tha tâm thông người ta biết hết, đừng có nghĩ xấu gì ha. Hôm nay nhá, đến đây đến bài sau này tiếp nhá, tiếp đến túc mạng trí đến bài sau ha. Idam me punyam asava kalam vahamutu. Idam me punyam dipanasa